Cổ chân nhân chương 200, vậy để ta thành ma đi, hai Tiểu quỷ, ngươi rất can đảm, cũng thật thông minh. Đúng vậy, ngươi là hậu nhân của ta, ta muốn lấy huyết dịch của ngươi, giúp ta tăng tư chất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật đáng tiếc, lúc trước ta dùng huyết chủng cổ chiết xuất huyết mạch, ý đồ tạo ra hậu nhân sở hữu cổ nguyệt âm hoang thể. Chỉ cần thiên tài như vậy sinh ra, ta sử dụng huyết dịch của người này là có thể khiến tư chất lập tức tăng vọt đến giáp đẳng cửu thành cửu. Nếu chỉ có như vậy, ta cũng có thể buông tha các ngươi, đáng tiếc vận khí các ngươi không tốt. Hừ hừ, ta ghét nhất là bị người ta uy hiếp, thiên nguyên bảo liên không cần cũng được, bây giờ ngươi chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, đôi cánh sau lưng hắn rung lên, thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt phương nguyên. Hắn vương tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, đồng tử của phương nguyên co rút lại, Hắn dựng hết tóc gáy, vội vàng né tránh Nhưng là cường giả ngủ chuyển Làm sao có thể dễ dàng tránh né như vậy Mắt thấy quỷ trảo sắp tiến gần Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái bàn tay bằng băng trắng cho hắn Âm Âm thanh va chạm phát ra Bàn tay kia vỡ nát Hàng khí lan ra bốn phía Cổ nguyệt nhất đại tạm lui một bước Bạch ngưng băng Phương Nguyên quay đầu Nhìn vào người xuất thủ Trong lòng có chút giật mình Bạch ngưng băng thu hồi cái tay cục, từ miệng vết thương hàng khí lan khắp bốn phía, trong khoảnh khắc lại ngưng tụ thành một cái bàn tay bằng băng, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là bàn tay đó không còn bằng da thịt, điều này có nghĩa là hắn hắn chỉ còn cách đại nạn thập tuyệt một khoảng ngắn. Thật không ngờ, ta lại có thể có một cái chết phấn khích như vậy. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy cái kết của trận chiến này. Bạch ngưng băng thở dài một tiếng, bỗng nhiên cười, đôi mắt u lam kia nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên, Ngươi với ta đều là một loại người. Ta thì chết chắc rồi, ngươi nếu cũng chết thì thật là đáng tiếc. Ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng có một điều kiện. Bạch Ngưng Băng tuy rằng tu vi chỉ là tam chuyển, nhưng y đã cách cái chết không xa, chiến lực của hắn càng ngày càng cao như suối phun phun lên. Hy vọng để có thể chiến thắng Cổ Nguyệt Nhất Đại cũng chỉ có hắn. A, à, điều kiện gì? Đôi mắt của Phương Nguyên chợt lóe sáng. Hai tay của Bạch Ngưng Băng giang ra, giống như là muốn ôm lấy cái thế giới này áo bào của hắn phất lên lông mày dương nhẹ thay ta sống sót thay ta chứng kiến tất cả những điều đặc sắc của thế gian trong lúc nhất thời phương nguyên động dung tên này phương nguyên nhìn bạch ngưng băng hắn như là thấy được bản thân hắn lúc trẻ lời nói của bạch ngưng băng giống như hồ ngôn loạn ngữ nhưng đây lại là những lời nói chân thành của hắn có lẽ người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng phương nguyên lại hiểu được thâm ý của câu nói này bạch ngưng băng là thiên tài tuyệt đỉnh tài hoa nghịch thiên nhưng mà tuổi thọ rất ngắn y đã tìm được con đường của hắn tìm được tín niệm của hắn hắn không e ngại tử vong chỉ là hắn còn lưu luyến thế giới này hắn có tiếc nuối trong lòng nhưng mà vạn bất đắc dĩ chỉ có thể đem niềm lưu luyến này ký thác trên người phương nguyên ôi thật sự là bắc minh băng phát thể chật chật đáng tiếc là ngươi không phải của hậu duệ của ta nếu không tất cả mọi người cũng không cần phải chết cổ nguyệt nhất đại nhe răng cười chỉ dựa vào bắc minh băng phách thể ngươi đã muốn ngăn cản ta thật là quá ngây thơ nói xong thân ảnh của lão ta biến mất xuất hiện trước mặt bạch ngưng băng ầm uhm. sau một tiếng nổ hai người họ va chạm vào nhau cổ nguyệt nhất đại lui về sau hai bước nhưng toàn bộ phần đầu và phân nửa cơ thể của bạch ngưng băng đều bị đánh nổ nhưng dây lát giang, răng rắc. Hàng khí từ bốn phía hội tụ lại, băng sương ngưng kết, một lần nữa ngưng kết thành đầu và thân thể, bạch ngưng băng lại sống lại. Cái này, cổ nguyệt nhất đại lắp bắp kinh hải, thập tuyệt thể thập phần hiếm thấy, hắn vẫn là lần đầu đối đầu với thập tuyệt thể. Hai người chém giết lẫn nhau, bởi vì tu vi của bạch ngưng băng yếu kém, nên bị rơi vào thế hạ phong, cục diện thập phần bất lợi. Nhưng cổ nguyệt nhất đại làm thế nào, cũng không giết chết được y. Bắc Minh băng phách thể giờ phút này giống như là bất tử thân, bất luận thương thế nặng nề thế nào, trong nháy mắt sẽ ngưng băng khôi phục như lúc ban đầu. Điều này càng khiến lão ta giận dữ và kiên kỵ, thế công càng mạnh mẽ. Bạch ngưng băng dần dần mất đi huyết sắc, hóa thành một người băng có thể tự do di chuyển. Đến cả một bông tuyết cũng hóa thành sợi băng dài mảnh. Thời gian cuối cùng cũng đến. Vào thời khắc này, tử vong giáng lâm vạn trượng hồng trần tân phân thải thiên nhai vân thủy lộ diêu trường thử khắc phong lưu quy thiên địa bất thắng thủy trung minh nguyệt quang bạch ngưng băng ngâm nga một tiếng cười nhạt dịch nghĩa hồng trần sâu thẳm muôn màu sắc chân trời xa tít ở trùng khơi giờ đây phong lưu về với đất chẳng bằng trăng sáng soi bên hồ từ lúc đó vẻ mặt hắn như bị đóng băng gió lạnh bỗng nhiên thổi sương mù đột nhiên xuất hiện tạch 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 một lượng lớn băng sương từ dưới chân hắn lan ra xung quanh to dần như dãy núi đột nhiên từ đâu ra sông băng từ dưới đất nhô lên một lượng lớn băng trắng nhanh như một con rồng giống như là một cơn sóng thần hướng về phía cổ nguyệt nhất đại đổ xuống cổ nguyệt nhất đại kinh hô một tiếng dốc toàn lực chống cự tóc đỏ trên đầu hắn bị đông cứng huyết vụ toàn thân bốc hơi một lượng lớn huyết tích tử dơi máu cánh đao bị hắn khống chế lao vào sông băng trì hoãn một chút tốc độ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị sông băng ngăn cản, giam cầm, nuốt chửng. Một lượng lớn băng đổ đầy lồng máu, chỉ có phương nguyên được bạch ngưng băng cố ý chừa lại một cái không gian nhỏ vừa đủ cho hắn. Trắc. Một âm thanh nhỏ vang lên, huyết mạch thiên hoa bị sông băng làm cho nứt vỡ. Đã không còn trở ngại, đại lượng hàng khí điên cuồng lan ra bốn phía, băng sương trong chốc lát ngưng kết, hình thành một con sông băng lan ra khắp nơi ngay cả huyết mạch thiên hoa cũng bị nứt vỡ uy lực này thiên hạc thượng nhân không dám đối đầu với thứ này vội vàng bay lên trên cao ở hắn khiếp sợ nhìn xuống dưới thấy được con sông băng đang mở rộng ra xung quanh vậy mà đã bao trùm toàn bộ thanh mao sơn từ đỉnh núi đến tận chân núi trong chốc lát đã đem thanh mao sơn xanh ung tươi tốt sinh cơ bừng bừng kia trở thành một khu vực tràn ngập băng tuyết và gió lạnh băng đang không ngừng cao lên phương nguyên cũng tận mắt thấy điều này con sông băng ngàn dặm này chứng kiến một thiếu niên thiên tài ngã xuống ẩn chứa sự không cam lòng và bất đắc dĩ của bạch ngưng băng không ổn ta phải nhanh rời đi nơi này ý thức của bạch ngưng băng suy yếu đang dần dần biến mất đã không thể khống chế sông băng phương nguyên phát hiện không gian quanh mình đang không ngừng thu nhỏ lại băng sương không ngừng ngưng kết áp suất không gian sinh tồn của hắn phương nguyên lập tức hối thúc cứ sĩ kim ngô và cổ huyết nguyệt muốn phá băng tầng băng rất dày hàng khí dày đặc loại bỏ một tấc băng xương thì lại ngưng tụ thành hai tấc phương nguyên bị nhốt trong tuyệt cảnh không có cách nào thoát thân đúng vào lúc này bên dưới lớp băng đột nhiên bốc lên một ánh sáng màu đỏ lúc đầu chỉ là một tia sáng màu đỏ rồi khuếch tán càng ngày càng mạnh hình thành một hào quang màu đỏ tràn lan thành một mảnh ha 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 trong tiếng cười to ánh sáng đỏ như máu vô cùng mạnh mẽ cổ nguyệt nhất đại phá băng ra Tuy lão ta rất chật vật nhưng lại càng thể hiện sự điên cuồng. Cái bắt minh băng phách thể này nếu như tu vi đạt tới tứ chuyển cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được. Đáng tiếc, hắn chỉ có tam chuyển điên phong. Nói xong, lão ta đưa mắt tập trung vào băng trên người phương nguyên. Bắt minh băng phách thể không giết được ngươi, người sư đệ kia để ta làm giúp vậy. Từ phương xa, thiên hạt thượng nhây bay tới, bên dưới lão chính là phi hạt vương mỏ thiết trước khi lão bay đi đã giúp đỡ phi hạt vương mỏ thiết giết chết mãn huyết hà, lúc này cả hai thừa thắng bay tới. Giờ khắc này, toàn bộ thanh mau sơn cũng chỉ còn sót lại ba người này. Bạch ngưng băng đã hóa thành mảnh băng sơn này, ý thức cũng đã tiêu tan gần hết. Phương Nguyên giống như côn trùng trong hổ phách, bị vây bên trong băng. Trái lại hai vị cổ sư ngũ chuyển, cổ nguyệt nhất đại nâng cao tư chất, không khiếu tồn trữ chân nguyên ngày càng nhiều. Thiên hạt thượng nhân cũng đã được tỉnh dưỡng, sức chiến đấu cũng khôi phục hơn phân nửa. Ánh mắt của hai người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Cổ Nguyệt Nhất Đại muốn giết Phương Nguyên lấy máu. Thiên Hạc Thượng Nhân muốn ngăn cản Cổ Nguyệt Nhất Đại nhưng lão sẽ không vì bảo vệ Phương Nguyên mà khiến cho chính mình bị bó tay bó chân, bởi vậy lão chỉ có thể ra tay giết chết Phương Nguyên trước. Với tâm tính của hai người bọn họ, càng sẽ không khoan dung với một người đứng ở bên ngoài xem. Vạn nhất cả hai đều lưỡng bại câu thương, bị người thứ ba chiếm tiện nghi thì sao đây phương nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv thở dài một tiếng nhìn thấy ánh mắt của hai người thì biết mình chắc chắn sẽ phải chết lúc này hắn đã mất cổ lôi giựt cho dù có nhận thiên lý địa lan chu cũng chưa chắc có thể thoát khỏi sự truy sát của hai vị cường giả ngũ chuyển hắn chỉ là tam chuyển điên phong đương nhiên không thể sánh bằng cường giả ngũ chuyển giống như tình cảnh này hắn là cá thịt người chính là tên đồ tể là lưỡi đao sắc bén vô song chỉ là chiến lại chiến. Trốn chạy cũng không thoát. Thế nhưng Phương Nguyên còn có một phát môn. Chính là Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên tập trung tinh thần vào không khiếu, trong màn ánh sáng của không khiếu chỉ thấy có một viên thạch khiếu thô ráp. Chân Nguyên Hải có màu bạc như tuyết cũng chỉ còn lại có hơn một nửa. Thạch khiếu đã không còn khả năng khôi phục chân Nguyên nữa, nhưng Phương Nguyên có thiên nguyên bảo liên nên mới có thể có chân Nguyên Hải như vậy. Nhưng những cái này đều không quan trọng, phương nguyên tập trung sự chú ý vào con cổ trùng trên trung tâm của thạch chiếu đó chính là cổ bản mệnh của hắn xuân thu thiền lục chuyển chỉ có dựa vào cổ này ngược dòng sông thời gian thì mới có thể xảy ra kỳ tích dùng phương pháp không thể để thay đổi kết quả vận mệnh nhưng mà phương pháp này cực kỳ hung hiểm đầu tiên dòng sông thời gian chính là vùng cấm địa phàm nhân không thể tới đó một khi xâm nhập vào đó cũng giống như vi phạm nguyên tắc của trời đất sẽ gặp phải thảm họa. Thứ hai là xuân thu thiền còn chưa được khôi phục hoàn toàn, giống như một chiếc thuyền bị thủng khi vượt qua dòng sông thời gian nói không chừng mới đi được nửa đường đã bị lật úp, chìm nhiễm. Cuối cùng, Phương Nguyên chỉ là tam chuyển điên phong, điều động xuân thu hiền lục chuyển quả thực giống như trẻ con sử dụng đại đao, chỉ một sơ ý là có thể sẽ bị lưỡi đao gây thương tích. Một khi ta dùng xuân thu thiền này chính là tự bạo. Hủy diệt toàn bộ tu vi gia thịt tinh huyết và toàn bộ cổ trùng khác để hóa thành một cổ động lực thúc đẩy xuân thu thiền tiến tới nếu so với lần tự bạo của ta ở kiếp trước thì nguồn sức mạnh này cũng quá nhỏ ai khả năng rất lớn là tự giết mình nhưng lúc này ta cũng đã cùng đường không thể không sử dụng cổ này phương nguyên đã không còn cách nào khác lúc trước hắn tình nguyện sử dụng cổ thạch khiếu cũng không muốn sử dụng xuân thu thiền cũng là do quá mạo hiểm trong 10 phần thì khả năng thành công chưa đến một phần nhiều khi cổ sư thôi thúc cổ trung cao chuyển đều phải đánh đổi lại giống như cổ nguyệt thanh thư hiện tại phương nguyên cũng chỉ có thể hy vọng vào xuân thu thiền là cổ bản mệnh tiểu quỷ đầu để mệnh lại cống hiến cho lão tổ tổng một phần huyết lực tiểu tử mệnh người không tốt cũng chỉ có thể trách tổ tông đê tiện của ngươi ta đến giải thoát cho ngươi cổ nguyệt nhất đại thiên hạc thượng nhân đồng thời cùng giết tới phương nguyên bị ép vào biên giới vách núi Hắn chỉ có thể thả người nhảy xuống. Xuân Thu Thiền, tới đi. Mắt hắn tỏa ra kỳ quan, gọi một tiếng, trên người đột nhiên nổ ra thành hai màu xanh vàng. Khí tức gì vậy? Làm sao có thể? Chính là cổ trùng lục chuyển. Vào lúc này hai vị cổ sư ngũ chuyển cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sau đó thần sắc tham lam lại hiện lên trên mặt của bọn họ. Giết hắn, đạt được cổ lục chuyển. Đây chính là cơ hội trời cho ngoan ngoãn dân lên ta tha cho ngươi một mạng tốc độ của họ tăng gấp ba lần thế nhưng đúng vào lúc này tầm một tiếng vang lên phương nguyên tự bạo cái gì trước khi chết hắn thoáng nghe được tiếng kinh hô của hai vị cổ sư ngũ chuyển có tin đồn rằng trong thế giới này có một dòng sông dài tên là thời gian nếu như cá ở giữa sông dòng sông chảy xiết thì hầu như toàn bộ cá chỉ có thể thuận thế xuôi dòng tình cờ lại có một hai con cá nhảy lên mặt sông nhìn thấy tình cảnh hạ du chính là tương lai báo trước nếu như không có dòng sông thời gian này thì thế giới sẽ hoàn toàn bất động trở thành hình ảnh có dòng sông này tất cả mới có thể biến hóa thế giới mới sinh động hoặc là suy giảm hoặc là phồn hoa dòng sông thời gian nước sông cuồn cuộn mỗi một giọt bọc nước đều là một câu chuyện một phát sinh hình ảnh trong nước sông chảy xiết một con cổ trùng đang đi ngược dòng nước. Nó cổ vũ đôi cánh và đang vật lộn trong khó khăn. Làn sóng dân trào mãnh liệt, mỗi một lần đánh vào lại làm cho nó suýt nửa lật úp. Nó mang theo ý thức ký ức của Phương Nguyên, trên người tỏa ra một vòng ánh sáng nhỏ bé xanh vàng, ánh sáng dao động trong sóng thủy triều, giống như nến tàn trong gió. Cuối cùng, nó chỉ ngược dòng một đoạn thì ánh sáng xanh vàng nhỏ bé đã tiêu tan hầu như không còn. Xuân Thu Thiền đã đạt đến cực hạn, vẽ một cái hóa thành một vệt sáng chui vào bên trong bọc nước cả người phương nguyên rung lên sâu xa trong hai tròng mắt dần hiện ra một vệt vàng xanh tia sáng này xẹt qua phương nguyên rùng mình một cái ý thức và ký ức xung kích lên đầu của hắn trong nháy mắt giao hòa vào nhau thành công trong lòng hắn vui mừng như điên bản thân hắn lại trọng sinh sau khi ý thực được điểm này hắn lập tức nhìn bốn phía xung quanh quan sát tình cảnh của bản thân hắn phát hiện chân nguyên của bản thân hắn tiêu hao liên tục, cổ tay và thân thể đều bị bạch mi cuốn lấy. Lại nhìn lại. Hóa ra là vào lúc này. Hậu chiêu được bố trí sẵn thiết huyết lãnh đã phát động. Toàn thân cổ nguyệt nhất đại đều bị xích sắc quấn quanh, không thể động đậy. Cái trán cũng được dán vào đó một tấm bùa vàng, thực sự là cổ trấn ma thiết tác và cổ phù để triều tân. Mà ngày đó thiên hạt thượng nhân cũng rơi trên mặt đất, trên người phủ một vòng sáng màu trắng, đang dùng toàn lực để thôi thúc cổ Dương Mi thổ khí, muốn tiêu hao hết toàn bộ không khiếu chân nguyên của cổ Nguyệt Nhất Đại. Phương Nguyên nheo hai mắt lại, lúc này hắn bị Bạch Mi cuốn lấy không thể động đậy, chỉ có thể tiêu hao chân nguyên để chờ đợi cơ hội tốt. Dưới ảnh hưởng của cổ phù để trừ tân, một đoán ánh sáng màu vàng từ cơ thể của cổ Nguyệt Nhất Đại bay ra ngoài. Ánh sáng vàng này to hơn nắm đấm, nhỏ hơn chậu rửa mặt. Nó rơi xuống đất để lộ ra quang cảnh bên trong cổ huyết lô. Cổ huyết lô Qua mấy trăm năm Ta rốt cuộc cũng đã gặp lại ngươi Thiên hạc thượng nhân nhìn thấy như vậy Mừng tới phát khóc Thân sắc kích động đến cực điểm Cổ nguyệt nhất đại gấp đến mức nghiến răng nanh Trong miệng kêu thành tiếng răng rắc Thế nhưng đã không còn cách nào khác Lão ta bị trói lại không thể động đậy Lại có một đoán ánh sáng vàng Từ mặt bay ra Rơi trên mặt đất Hóa thành một viên quan cầu thái cực màu trắng đen bên trong quang cầu này có hai con cổ trùng kỳ lạ xoay quanh nhau ngươi đuổi ta chạy chính là cổ âm dương chuyển thân theo ký ức của phương nguyên thiên hạc thượng nhân kêu to cổ âm dương chuyển thân sư huynh tốt của ta thật khó cho ngươi tìm được cổ tốt như vậy ha 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 ngươi còn muốn chuyển thành người thực sự là đáng tiếc bị ta phá hoại phương nguyên nhìn cổ nguyệt nhất đại quả nhiên thấy hắn ngồi dưới đất gấp đến mức duỗi chân loạn lên gào thét liên tục hoàn toàn thất thố chờ một chút thời cơ sắp tới mắt phương nguyên lóe sáng án binh bất động ánh sáng màu vàng lần thứ ba đi ra rơi trên mặt đất đó là một con cổ có màu đỏ tươi một nửa trong suốt như bóng nước phương nguyên giật mình nói cổ huyết mạc thiên hoa chính là cổ độc này đã thay đổi tình thế khiến cho cổ nguyệt nhất đao chuyển mình cổ huyết mạc thiên hoa là cổ nguyệt nhất đao khai phá lúc trước vương nguyên cũng không nhận ra nhưng bây giờ lại rất hiểu đặc tính của nó quả nhiên vừa đón lấy cổ nguyệt nhất đau hét lớn người mau đến chém mấy cổ trùng này mấy cổ sư nghe vậy lập tức tiến lên phá hủy cổ này vù một tiếng động nhẹ vang lên huyết mạch thiên hoa lại xuất hiện giữa trời đất quả cầu màu máu ngăn cách trong ngoài một nhóm người bị cách ở lòng ngoài một phần khác thì lại bị ở bên trong quả cầu máu ngăn cách bạc mi, phương nguyên không bị tiêu hao chân nguyên với đám người thiên hạc thượng nhân không, lập tức thoát vây, giành lấy tự do. Thiên hạc thượng nhân bị vòng bảo vệ ngăn cản, lão đảo đứng dậy, cười lạnh liên tục. Sau một phen tiếp xúc, lão thấy tấn công không có kết quả, chỉ còn cách ngừng tay, hỏi, đây là cổ gì? Cổ nguyên nhất đao đắc ý nói, được để ta nói cho ngươi biết, đây là cổ thiên hoa sâu độc mà ta luyện ra. Thủy mạc thiên hoa chỉ có tứ chuyển, có thể ngăn cổ ngũ chuyển thảo phạt. Cổ này của ta cao tới ngũ chuyển, phòng ngự lại càng kiên cố. Cổ thủy mạc thiên hoa thì chủ nhân của nó cũng không thể ra vào, cổ huyết mạc thiên hoa của ta, ta có thể ra nhưng không ai có thể vào. Sư đệ, ngươi cứ từ từ đánh, dùng sức đánh. Đợi ta khôi phục sẽ ra gặp đầu chó của ngươi, ha ha. Thiên hạt thượng nhân giận dữ, tấn công lần hai cũng không được. Sau khi tỉnh táo lại lão tự chọn bổ sung chân nguyên tại chỗ, chờ quả cầu màu máu tiêu hao hết. Chúng cổ sư thấy quả cầu hình máu vững như núi Thái đều vui mừng không xiết, cảm giác tính mạng mình được bảo vệ, vội tân bốt nịnh nọt cổ nguyệt nhất đao. Chỉ có bạch ngưng băng là lạnh lẽo. Cổ nguyệt nhất đao thuận thế yêu cầu lượng lớn nguyên thạch, mọi người vội vàng dân hiến. Tuy cổ nguyệt nhất đao bị xích sắc trói lại, hành động bất tiện nhưng bồn huyết mở rộng cắn nát nguyên thạch, chân nguyên được bổ sung nhanh chóng. Thiên hạc thượng nhân nhìn thấy vậy, kêu to, các ngươi là quân ngu xuẩn lão ta vừa khôi phục hành động sẽ giết chết các ngươi, lấy máu các ngươi để điều luyện tăng tư chất của lão ta. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Mọi người đương nhiên không tin. Hừ hừ, bậc này còn dùng kế ly gián, không sợ người cười rụng răng. Nhanh nhanh, lão tặc này muốn chúng ta không cho, chúng ta càng phải cho nguyên thạch. Toàn bộ đều dựa vào cổ nguyệt nhất đại đại nhân hàng loạt nguyên thạch bị cổ nguyệt nhất đại hút vào trong miệng cứ vậy mà cắn ánh mắt bạch ngưng băng lại vô cùng thờ ơ nhưng phương nguyên thì không hắn không phải thờ ơ lạnh nhạt mà đưa ra một lựa chọn khác với lúc trước nhất đại tổ tông của ta ơi hiện giờ thế cục nguy cấp ta xin dâng lên thiên nguyên bảo liên lòng hắn đầy thành khẩn vẽ mặt lại như có chút khổ tâm rồi lại giống như đã đi đến quyết định cổ nguyệt nhất đại cười ha hả cốt lắm đúng là huyết mạch hậu duệ của ta có hiếu như vậy thật là khiến lão tổ tông ta đây vui mừng lắm. Hắn đã sớm muốn có được thiên nguyên bảo liên, từng phái đao sĩ huyết đuổi giết phương nguyên chỉ mong đoạt được. Nhưng phương nguyên lần nào cũng thoát thân quá nhanh, không hề chừa lại cơ hội cho hắn. Giờ phút này hắn cũng không hoài nghi nữa làm gì. Trước hết, lúc da mặt hắn còn chưa bị xé nát, hắn từng nói phái đao sĩ huyết đến để bảo vệ phương nguyên. Sau đó, lúc phương nguyên mới chủ động tiến lên giúp đỡ bạch mi, giúp Cổ Nguyệt Nhất Đại đối háo chân Nguyên, làm mọi người tin vào quyết tâm của hắn. Biểu hiệu trung hiếu thế này Cổ Nguyệt Nhất Đại vẫn chưa quên. Cuối cùng, trước tình hình này, Phương Nguyên chỉ đành đặt hết hy vọng lên người Cổ Nguyệt Nhất Đại mới có thể thắng được thiên hạt thượng nhân để bảo toàn tính mạng. Cổ Nguyệt Nhất Đại không tin Phương Nguyên có thể hủy đi con đường sống của hắn mà ra tay với mình. Bởi vậy, lúc Phương Nguyên đi tới, Cổ Nguyệt Nhất Đại cười không khép miệng, có thiên nguyên bảo liên ta có thể tăng thêm hai thành. Các ngươi mau tránh ra để nó vào đây. Thiên nguyên bảo liên. Thiên hạt thượng nhân bên ngoài huyết tráo vô cùng kinh ngạc, kêu to, làm sao có thể như vậy. Trước mắt mọi người, phương nguyên đi đến bên cạnh cổ nguyệt nhất đại. Hỡi nhất đại tổ tiên, ta đã suy nghĩ thông suốt. Có ngài thì mới có cổ nguyệt sơn trại, có ngài thì mới có hậu sinh chúng ta ngày hôm nay. Ngài đúng là công lao to lớn hôm nay ngài hãy dẫn dắt chúng ta trở nên huy hoàng thiên nguyên bảo liên nên để ngài dùng vẻ mặt hắn sùng bái ngữ khí khẳng khái hùng hồn mong muốn gạn đục khơi trong cổ nguyệt nhất đại nghe vậy liên tục gật đầu nghĩ thầm tên tiểu tử này ăn nói lọc tai thật chỉ đáng tiếc vẫn phải giết hắn nhưng vào đúng lúc này phương nguyên đột nhiên không lưng rồi ra tay hắn chế trụ cổ nguyệt nhất đại sau đó dùng lực bên hông thuận thế dùng song chưởng Hắn quát một tiếng, song trư lực phát ra, mạnh mẽ ném đi. Xoạch! Cổ nguyệt nhất đại đã bị ném ra bên ngoài huyết tráo. Không gian lặng ngắt như tờ. Thời gian như ngừng trôi. Gió từ bên ngoài chậm chậm thổi vào. Cổ nguyệt nhất đại ngã trên mặt đất, gió thổi tóc hắn phất phơ, hắn vẫn còn đang ngây người, chưa phản ứng lại được. Thiên hạc thượng nhân đứng trước mặt hắn, cách nhau không đến 10 bước. Lão còn đang phẫn hận, lo lắng vì chuyện phương nguyên dân thiên nguyên bảo liên cho hắn ta lão không ngờ được mọi chuyện lại thành ra thế này lão ngơ ngẩn ra ánh mắt chăm chăm vào cổ nguyệt nhất đại trước mặt cổ nguyệt nhất đại là kẻ địch cả đời của lão vậy mà giờ này lão chỉ biết sửng sốt đứng yên ngỡ như đang mơ mọi người bên trong huyết tráo cũng vậy tất cả đều im lặng và bất động có người há hốc mồm đủ để nhét hết một nắm tay vào có người trợn trừng hai mắt như muốn lọt cả tròng ra ngoài. Bạch Ngưng Băng cũng thừa người ra, vẻ mặt ngây dại nhìn về phía Nguyên Phương. Khuyết tráo cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ầm ầm sụp đổ, lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại. Má nó! Có người mắng to. Phương Nguyên, ngươi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc rồi. Có người chỉ vào Phương Nguyên, vừa nói vừa run rẩy cả người. Nhất đại tổ tiên ơi! Có người chạy ra muốn kéo Cổ Nguyệt Nhất đại lại, nhưng lại bị huyết mạch thiên hoa chặn đường. Tên tiểu tặc đáng ghét, lại dám lừa lão Tô tông ta đây, thật là muốn rút gân ngươi cho hả giận. Cổ Nguyệt Nhất đại cuối cùng cũng có phản ứng, nằm trên mặt đất chửi ầm lên. Ha ha ha. Trong lúc mọi người còn đang kinh hoàng thì có một tiếng cười vang lên. Tiếng cười đó là của Bạch Ngưng Băng chứ không phải ai khác. Hắn cười đến chảy nước mắt nước mũi dựng ngón tay cái về phía Phương Nguyên, thú vị, thú vị, thật là phấn khích quá đi. Phương Nguyên, ngươi bị điên sao? Phương Nguyên, sao ngươi có thể làm như vậy, ngay cả cổ nguyệt nhất đại mà ngươi cũng dám tính kế, ngươi có còn là con người không? Trời ơi, Phương Nguyên, ngươi chắc chắn đã bị lão bạch mau kia mua chuột rồi. Ngươi đúng là gian tế, là phản đồ. Đứng giữa đám đông hỗn tạp này, Phương Nguyên chỉ thản nhiên cười, ta chính là tam chuyển cuồng phong, kẻ nào dám giết ta? Kẻ nào giết được ta? Lúc này, tam chuyển cổ sư chỉ có thể đếm được trên một bàn tay bởi vừa mới tham gia đối háo, chân nguyên rất thưa thớt. Nguyên thạch lại phải cống hiến cho bên ngoài, không chiếm được nhiều để bổ sung. Vì vậy, ở đây nếu không phải là người phàm thì cũng là nhị chuyển cổ sư. Đem so sánh với cổ nguyệt nhất đại và phương nguyên thì cũng là làm khó dễ mọi người ở đây quá. Ha 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 ha. Phương Nguyên cười to, Chậm rãi cuối người, nhặt cổ từ dưới đất lên. Tay trái hắn cầm cổ huyết lô, tay phải nâng cổ âm dương chuyển thân. Hai cổ này vốn là của cổ nguyệt nhất đại, nhưng giờ đây lại bị huyết tráo ảnh hưởng, bị cổ trù lương phong ấn, không còn nghe theo lời cổ nguyệt nhất đại nữa. Tầng phong ấn này cũng là chướng ngại vật của phương nguyên. Phải cởi bỏ được phong ấn, hắn mới có thể thu phục và luyện hóa bọn chúng được. Nếu ỷ vào sức mạnh mà bẻ phong ấn thì hai cổ trùng có thể bị diệt theo thật khác với cổ huyết mạc thiên hoa. Muốn dùng huyết mạc thiên hoa thì phải bóc nát chúng, cho nên phá bỏ phong ấn cũng là đang sử dụng nó. Nhưng Phương Nguyên không vội vàng hấp tấp nữa. Hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho dù là cổ trấn ma thiết tác hay là phù để trừ tân đi nữa đều bị cổ huyết cùng vấy bẩn, sắp tan ra thành máu mà chết. Ha ha, sư huynh tốt của ta ơi, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Nạp mạng cho ta đi thiên hạc thượng nhân gào rít phóng lên cao thế công sắc bén lao đến giết cổ nguyệt nhất đại cổ nguyệt nhất đại bị cổ trấn ma thiết tác trói buộc không thể động đậy bị đánh như bao cát hắn đau đến phát điên không ngừng mắng nhiếc gào thét ra sức giãy giụa đột nhiên xích sắc hóa thành một bãi máu loãng hắn vừa được thả đã vội bay lên không trung hướng đến huyết tráo một tiếng đổ vang lên không nghi ngờ gì nữa hắn đã bị huyết tráo cản lại bên ngoài Huyết mạc thiên hoa này là phát minh tâm đắc cả đời của hắn, có tính phòng ngự tuyệt đối. Một khi dùng rồi sẽ là có thể ra không thể vào. Thằng nhãi này, ta sẽ không cho ngươi chết tử tế. Thù hận của cổ nguyệt nhất đại tính lên người phương nguyên càng lúc càng nhiều, dùng hết nước trong thiên hạ cũng không gột hết được. Thiên hạc thượng nhân tự nhiên trắng mãi không buông, vừa đánh vừa cười hô hố. Cổ nguyệt nhất đại đành phải bỏ qua huyết tráo, tập trung đối phó với thiên hạc thượng nhân may mà lúc trước hắn nuốt một lượng lớn nguyên thạch chân nguyên cũng mạnh tuy rằng hơi thua kém một chút nhưng cũng không đến nỗi không tham được tình hình nhất đại tổ tiên cố lên nhất đại đại nhân chúng tôi cổ vũ cho người tổ tông ơi người là hy vọng duy nhất của chúng ta hai vị ngũ chuyển cường giả đánh nhau thu hút ánh mắt mọi người phương nguyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía bạch ngưng băng trong tình thế hiện tại hai bên tranh chấp phương nguyên chỉ như một con thỏ còn Thiên Hạc Thượng Nhân hay Cổ Nguyệt Nhất Đại đều là cáo già thành tinh hết rồi. Muốn bọn họ lưỡng bại câu thương còn chính mình Ngư Ông đắc lợi là gần như không thể. Không ai là tay mơ, bọn họ cũng không vì đánh nhau kịch liệt mà mất đi lý trí. Huống hồ huyết tráo này cũng chỉ đảm bảo an toàn cho hắn thêm một lúc nữa. Một khi thời gian cạn kiệt, bên trong huyết tráo chỉ còn có một mình hắn sẽ bị Cổ Nguyệt Nhất Đại cùng Thiên Hạc Thượng Nhân tranh nhau đuổi giết. Hắn không phải lần đầu sống lại xuân thu thiền lại rơi vào trạng thái suy yếu không thể tiếp tục dùng được bởi vậy giờ chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi cố gắng hết sức tìm một con đường sống trong lòng phương nguyên đã có suy tính kế hoạch nhưng trong kế hoạch của hắn có một vai chính vô cùng quan trọng nhân vật này chính là bạch ngưng băng bắc minh băng phách tự bạo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến nhất là khi hai bên đang đánh nhau bên ngoài huyết tráo nhưng mà phải nói với bạch ngưng băng thế nào đây Phương Nguyên nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, hắn cũng cảm giác được nên đưa mắt nhìn lại. Bọn họ cứ hướng về nhau như vậy. Phương Nguyên một thân đen tuyền với hắc bào, tóc đen, con ngươi cũng đen kịp, khóe miệng cong cong, toát ra ý cười tà mị. Trong tay ta có cách giải thập tuyệt đại hạn, có thể cải tử hoàn sinh cho ngươi. Hắn bắt đầu mở miệng. Bạch Ngưng Băng chấn động toàn thân, hắn ta đương nhiên là muốn sống sót trở về rồi, ngươi có cách gì? Phương Nguyên lại đổi đề tài, nhưng cách này cũng không chắc chắn thành công hoàn toàn có thể thất bại lời này lại càng củng cố niềm tin cho bạch ngưng băng phương nguyên lại nói thêm dăm ba câu nữa nhưng dù có thất bại đi nữa ta cũng sẽ cho ngươi thời gian cuối cùng sẽ vô cùng phấn khích đó bạch ngưng băng tâm tình nhộn nhạo phương nguyên chỉ nói vài câu đã chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn thuyết phục được hắn hắn cũng là người thông minh chỉ vừa suy nghĩ một chút liền hỏi thẳng ta cần làm gì bây giờ Phương Nguyên cười rộ lên, ngay lúc này, cổ trù tân cũng hóa thành một bãi máu loãng. Khi cổ huyết lô và cổ âm dương chuyển thân đồng thời được giải trừ phong ấn sẽ bị Phương Nguyên giữ lại. Hắn dùng khó tức xuân thu thiền, ba con cổ này chỉ là tứ chuyển, lập tức khuất phục. Phương Nguyên lại dùng chân nguyên nhất quán, chỉ trong chốc lát bọn chúng đều bị thu phục. Cái gì thế này? Thật đáng chết. Bên ngoài huyết tráo, đầu óc cổ nguyệt nhất đại tê rần, Vậy mà lại mất đi cả cổ huyết lô lẫn cổ âm dương chuyển thân. Hắn vô cùng sợ hãi, lại tổn thất rồi. Huyết tráo lại bị va chạm. Sao lại có thể như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại có thể luyện hóa hết ba con cổ của ta. Cổ Nguyệt Nhất đại giận quá hóa điên, cứ nhắm vào huyết tráo mà đánh liên tục. Phương Nguyên thật là dài tay quá, cứ vậy mà đoạt đi cổ huyết lô lẫn cổ âm dương chuyển thân của hắn, thật là muốn lấy mạng hắn mà mọi người hoảng sợ, lui hết về sau. Cổ nguyệt nhất đại như mảnh thú rơi vào đường cùng, hốc mắt bốc hỏa. Thiên hạc thượng nhân đuổi giết đến thật nhanh. Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Cổ nguyệt nhất đại rơi vào trạng thái cuồng bạo, vừa đánh vừa lui, thi triển hết mánh khóe lên người thiên hạc thượng nhân. Thiên hạc thượng nhân kinh hải chống trả, chặn hết công kích. Hai bên dây dưa một hồi thì cuộc chiến bắt đầu trở nên gây cấn. Phương Nguyên cười lớn một tiếng, nói với bạch ngưng băng theo ta giết người nào lời còn chưa nói hết hắn đã bắt đầu động tay động chân rết răng cưa vàng trong tay hắn rít gào chém một vị cổ sư bên cạnh phương nguyên thành hai đoạn cổ huyết lô ngay sau đó phương nguyên cho cổ huyết lô hấp thụ máu hết phương nguyên ngươi muốn làm gì mau dừng tay lại đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy sao lại đấu đá lẫn nhau mau dừng tay lại bằng không á à. Mọi người kinh hãi một phen, thủ đoạn của Phương Nguyên đúng là vô cùng độc ác, đánh chết toàn bộ tộc nhân. Ta chỉ giết bộ tộc cổ nguyệt, ai không liên quan thì mau lui ra. Nếu không ta giết hết. Phương Nguyên rít lên. Ai ai cũng sợ đến ngay người, lui hết về phía sau, lùi khỏi Phương Nguyên đang điên điên khùng khùng. Phương Nguyên điên thật rồi. Hắn mất trí rồi, bọn họ cùng nhau động thủ đó. Đúng vậy, tiếp tục đi, đánh không lại thì chúng ta đều chết dưới tay phương nguyên đó. Phương nguyên như chọc phải tổ ong vò vẽ, đám đông trở nên kích động nhưng không một ai dám ra tay, chỉ biết gào thét động viên. Ha ha, thật hứng thú. Bạch Ngưng Băng đột nhiên cười to rồi cũng động thủ, giết một người bên cạnh. Bạch Ngưng Băng đại nhân, ngươi. Người chết này rõ ràng là tộc nhân của Bạch gia mà. Không hay rồi, Bạch Ngưng Băng đại nhân cũng điên luôn rồi. Mọi người sợ hãi muốn chết ánh mắt phương nguyên nhìn về phía bạch ngưng băng hoàn toàn không ngờ đến hắn lại thay đổi như vậy bạch ngưng băng điên cùng cười lớn ngươi đã giết tộc nhân của ta thì ta cũng đáp trả vậy thôi dù sao cũng không cứu vãn được gì nữa mặc kệ kết quả thế nào thương vong chồng chất thôi bạch gia trại đã không còn nữa rồi tộc trưởng có ơn với ta cũng đã chết hay cùng chết hết đi thật là phấn khích quá ha ha như vậy là tốt nhất phương nguyên cười một tiếng bắt đầu ra tay đại khai sát giới. Những tộc nhân này dù sao cũng chết, chi bằng chết trong tay mình, vì Phương Nguyên hắn cũng đầu tư chất của Cổ Nguyệt nhất đại. Sao Phương Nguyên có thể liên thủ với Bạch Ngưng Băng chứ? Bạch Ngưng Băng cũng sắp chết rồi mà thực lực vẫn còn rất mạnh, bây giờ giết được Phương Nguyên đã là hiếm có rồi. Phương Nguyên lại bổ một đao từ phía sau. Giết hết trăm người, cổ huyết lô đạt tới cực hạn, mặt ngoài thủy tinh đầu lâu nhuộm một màu đỏ tươi ướt ác phương nguyên cười ha ha tiếp tục thúc giục cổ huyết lô treo ở đỉnh đầu khớp hàm đầu lâu mở ra phun ra một nguồn máu tanh nồng từ đầu đến chân phương nguyên phương nguyên vui vẻ chịu đựng hít một hơi thật sâu hưởng thụ hết thảy tóc hắn đen lại cả người đẫm máu như ma đầu ác quỷ trong ngục xuất thế mọi người xung quanh thấy vậy đều bị hoảng sợ trống lên thê thảm quả nhiên tư chất thật sự tăng lên lúc đầu tư chất của phương nguyên vốn chỉ bốn thành sau lại vì cổ nhân thú tán sinh, rơi xuống còn ba thành. Giờ phút này đây lại được huyết tuyền sấm thể tưới vào không khiếu, tư chất lại tăng lên một thành. Đạt đến năm thành. Đúng là bảo bối, khó trách cổ nguyệt nhất đại quý như sinh mạng. Phương Nguyên mở hai mắt, hài lòng gật đầu, lại bắt đầu giết chóc. Hai người ở trong huyết tráo, giấy lên tinh phong huyết vũ. Đây là đại khai sát giới. Phương Nguyên, thứ súc sinh nhà ngươi lại phát điên cái gì vậy? cổ nguyệt mặt nhang xông lên phương nguyên nghiêng người tránh khỏi công kích giơ cưa rết màu vàng lên bổ cô gái bị chém thành hai nửa phương nguyên tha cho chúng ta đi chúng ta là cậu mợ của ngươi đó cổ nguyệt đóng thổ và vợ hắn quỳ xuống đất cầu xin tha mạng phương nguyên cười lạnh vung tay trái lên lưỡi dao trăng máu bắn ra hai người đầu lìa khỏi cổ lăn lóc trên mặt đất cổ huyết lô hấp thụ máu của tộc nhân cổ nguyệt cô động thành một màu đen tuyền lại tưới vào phương nguyên hưởng thụ nào phương nguyên nhắm mắt hết sâu một hơi chỉ thấy một dòng khí ấm trào lên tản ra toàn thân làm tinh thần hắn càng thêm sảng khoái như được sinh ra lần nữa tư chất lại tăng thêm một thành vậy là đạt đến sáu thành tư chất cổ sư năm thành là bính đẳng sáu thành là ất đẳng giáp đẳng giờ phút này đây phương nguyên chính thức bước ra khỏi bính đẳng trở thành ất đẳng nhưng mà tu vi của ta lại giảm xuống phương nguyên mở hai mắt ánh mắt trở nên chậm chạp tư chất của phương nguyên đạt đến ớt đẳng tu vi lại chỉ đến tam chuyển rồi giảm xuống nhị chuyển kể ra cũng lạ rõ ràng cũng là một thế hệ của cổ nguyệt tu vi lại không chút suy giảm tư chất đáng nhẽ tăng thêm đến lượt phương nguyên lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy thật là phiền phức đây hẳn là cổ thạch kiếu phương nguyên âm thầm thở dài hắn từng dùng cổ thạch khiếu tăng tiềm lực của bản thân lên tu vi tăng vọt đến tam chuyển mà cổ huyết lô này cũng được tưới tinh hoa huyết tuyền tăng tiềm lực không khiếu cũng làm tăng tư chất của phương nguyên vậy mà hai cổ này lại xung đột với nhau nhưng cổ huyết lô cao đến tứ chuyển cổ thạch khiếu chỉ có tam chuyển vậy là cổ huyết lô cao hơn không khiếu của phương nguyên dần dần theo thạch khiếu chuyển hóa vi quan mô một lần nữa thậm chí cảnh giới tu vi của phương nguyên bắt đầu giảm xuống trong khoảng thời gian ngắn phương nguyên cũng không dự đoán được sự biến hóa này bạch ngưng băng càng lúc lại càng mạnh giết hết bốn phương phương nguyên cũng bớt đi mối lo không hề chủ động ra tay tiếp tục lấy mạng tộc nhân cổ nguyệt nhất đại bên ngoài huyết tráo nhìn mọi người bị tàn sát tức giận nổi trận lôi đình gào thét liên tục nhưng lại không làm gì được hắn truyền đi huyết mạch chờ đợi mấy trăm năm chính là muốn tự tay động thủ tăng tư chất bản thân lên suy tính lâu như vậy cuối cùng lại là may áo đẹp cho người khác. Tên tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn thật độc ác. Ma tính của hắn còn sâu hơn cả lão tổ tông. Thiên hạc từ trên nhìn xuống cũng âm thầm kinh hãi. Giấc chốc tràn lan cứ kéo dài đến 2, 3 canh giờ. Tu vi của phương nguyên vừa rơi xuống sơ dai nhưng không khiếu lại hồi phục đến quan mô, tự mình khôi phục chân nguyên. Hắn tắm máu gần 10 lần, càng về sau thì hiệu quả càng kém. Lúc trước chỉ cần hai ba lượt là tăng lên một thành, về sau chỉ nhích lên một chút. Nhưng tư chất của hắn là mất đi bốn thành, sau lại trực tiếp tăng vọt đến thành thứ chín. Tư chất chính thành là ngang với giáp đẳng rồi. Tư chất giáp đẳng đó. Vào khoảng 500 năm trước, ta chỉ mới ở 200 năm sau, dựa vào vận khí, tăng tư chất từ bính đẳng lên đến ất đẳng. Thật không ngờ lần này trong họa lại gặp phúc, trực tiếp tăng lên đến giáp đẳng. Phương Nguyên nắm chặt tay lại, trong lòng trở nên phấn chấn. Bạch ngưng băng không giết chóc nữa, đi tới một bên, kế tiếp nên làm cái gì đây? Bên trong huyết tráo chỉ còn hai người bọn họ, còn lại bất luận là cổ sư hay người phàm đều bị giết sạch. Bên ngoài huyết tráo, hai vị ngũ chuyển cường giả kịch liệt đánh đến, sớm đã không ai may mắn mà trốn được. Cả chiến trường chỉ còn lại bốn người, hai người bên trong huyết tráo, hai người bên ngoài. Phương Nguyên hướng ánh mắt ra ngoài huyết tráo, ngữ khí thẳng nhiên, kế tiếp sẽ là chờ cổ nguyệt nhất đại bại trận chạy trốn, huyết mạch thiên hoa biến mất. Sau đó thì sao? Bạch Ngưng Băng tiếp tục hỏi. Sau đó ư? Phương Nguyên nghiêng người, viết Bạch Ngưng Băng một cái rồi cười nói, sau đó ngươi chết rồi còn đâu nữa? Bạch Ngưng Băng sửng sốt. Hả? Lời này là sao đây? Mi mắt hắn trùng xuống, bùng lên sát khí nguy hiểm. Bắc Minh băng phách tự bạo có bi lực mạnh mẽ, tuy rằng tu vi của ngươi yếu ớt hy vọng không lớn nhưng có thể đánh với ngũ chuyển cường giả đến lúc tự bạo thì ngươi có thể khống chế được sao phương nguyên lại cười ta còn biết làm thế nào nữa bạch ngưng băng nhếch miệng ta lại không tự bạo được ta biết là ngươi có thể phương nguyên cười nhẹ một tiếng vỗ vỗ vào ngực hắn trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh bạch ngưng băng tự bạo mà chết còn câu nói kia thay ta sống tiếp chứng chết hết mọi phấn khích của thế gian này nhé ta sẽ để ngươi bên cạnh sau đó ngươi cứ tự bạo bao giờ thời cơ đến ta sẽ cứu ngươi một mạng cho ngươi sống lại phương nguyên nói đến lúc đó ngươi lại không cứu ta thì sao ha ha phương nguyên cười nhạt ngươi cứ liệu một phen đi lúc ngươi tự bạo ta sẽ ở bên cạnh ngươi nếu ngươi hoài nghi thành ý của ta có thể dùng bạo phát băng triều giết chết ta ngươi hẳn là cảm giác được tu vi của ta đã rơi xuống sơ dai đến lúc đó ta không chống cự được đâu nhưng nếu ngươi lựa chọn tin tưởng ta ta cũng có thể lừa ngươi được cuối cùng sẽ không giúp ngươi sống lại thậm chí có thể ta còn không có năng lực đó cho nên ngươi phải liều một lần lựa chọn thế nào thì tùy ngươi thôi bạch ngưng băng im lặng một hồi lời này của phương nguyên làm cho hắn phải đánh cược một phen thật ra phương nguyên cũng đang đánh cược đó thôi chẳng qua tiền cược lần này là tính mạng của hắn bạch ngưng băng nghĩ vậy ha ha thật là phấn khích canh bạc này ta chấp nhận chơi ha ha một lúc sau bạch ngưng băng ngửa đầu vỗ tay cười to phương nguyên không để ý đến hắn nữa tập trung đánh nhau bên ngoài huyết tráo quả nhiên như hắn suy tính cổ nguyệt nhất đại rơi xuống thế hạ phong bị thiên hạc thượng nhân áp chế gắt gao tuy rằng hắn được bổ sung chân nguyên nhưng cứ chia ra như vậy đánh nhau suốt làm sao thắng được thiên hạc thượng nhân hợp lại huống hồ thiên hạc cũng thăm dò thủ đoạn của hắn hắn sẽ không thể trở tay dễ dàng thật là muốn giết ta mà một lúc sau cổ nguyệt nhất đại ngửa cổ lên trời thang tiểu tặc tử ngươi hủy đi kế hoạch trăm năm của ta hôm nay không giết được ngươi thì sao hả mối hận trong lòng ta được nói xong cổ nguyệt nhất đại rung mạnh hai cánh bay về phía chân trời thoát khỏi chiến trường đuổi theo Thiên Hạc vội vàng đuổi theo. Không có hai người kia, chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh. Đây vốn là thời cơ hiếm có, nhưng huyết mạch Thiên Hoa lại trở thành một chướng ngại thật lớn. Hai canh giờ nữa thì huyết tráo sẽ tan dần. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quan bay tới, hóa thành Thiên Hạc thượng nhân. Hắn thân mang trọng thương, miệng vết thương kéo dài từ vai trái đến tận thắt lưng, sâu đến tận xương, máu tươi trào ra. Nhưng tinh thần của Thiên Hạc thượng nhân lại dâng trào đến cực điểm, vui sướng vì báo được thâm thù đại hận. Tay hắn cầm một cái thủ cấp đầy máu, đúng là của Cổ Nguyệt Nhất Đại. Thế mà Cổ Nguyệt Nhất Đại lại bị giết à? Bạch Ngưng Băng vô cùng kinh ngạc. Phương Nguyên lại cười, xem ra lão già này hận Cổ Nguyệt Nhất Đại lắm, ha ha, giết được hắn thì sẽ phải trả giá đắt. Nói chuyện một lúc thì huyết tráo biến mất, hai người mất đi lá trắng. Tiểu Tặc kia không hồn thì chịu thua đi. Nhưng lúc tâm tình ta còn tốt thì sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không đợi huyết tráo này biến mất, ta sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên hạc thượng nhân đứng giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống cười lớn. Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng băng nhìn nhau cười nhạt, không nói tiếng nào. Thiên hạc thượng nhân giận dữ, hay cho hai tên kia, trụ mời không uống lại muốn uống trụ phạt, đáng chết. Lời còn chưa dứt, người liền hóa thành một đạo bạch Quang đánh tới bạch ngưng băng hiên ngang cười đi ra phía trước ta sẽ chờ ngươi nói xong da hắn mất đi huyết sắc hóa thành một tảng băng gió lạnh nổi lên điên cuồng gào rít không gian trở nên lạnh lẽo sông băng bốc lên cái quái gì thế này thiên hạc thượng nhân không đoán trước được biến hóa này bị bạch ngưng băng đánh trúng bị nhốt vào trong băng ầm 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 sông băng vỡ nát thiên hạc thượng nhân triển khai tấn công trong nháy mắt gần như vọt ra ngoài lớp băng. Không thể để cho cho lão già này thoát khốn. Phương Nguyên khẽ quát. Bạch ngưng băng đã không thể nói chuyện, hắn dứt khoát tự bạo một tay, hóa thành một lớp sương lớn. Một cơn gió lớn thổi, sông băng mở rộng, làm cho lớp băng dày thêm gần 10 trường. Thiên hạc thượng nhân đang nghe truyện trên TV audio CV ở trong băng gào thét, điên cuồng tấn công. Bạch ngưng băng lại bạo tiếp một cánh tay, sông băng lại được mở rộng, trấn áp lấy thiên hạt thượng nhân. Dưới sự thao túng của bạch ngưng băng, những bông tuyết kia giống như là đại quân, cắt gao vây chặt thiên hạt thượng nhân. Thiên hạt thượng nhân mặc dù có tu vi ngũ chuyển, nhưng sau khi giết cổ nguyệt nhất đại, hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hắn nhiều lần liều chết tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt ở trong băng. Quả nhiên là bắc minh băng phát thể. Nhưng chỉ dựa vào thứ này, đã nghĩ đến việc giết chết lão phu, các ngươi thật là si tâm vọng tưởng lão ta rốt cục hiểu ra điều gì đó thôi động tồn tức ngọc tán cổ một luồng ánh sáng long lanh màu xanh ngọc bao phủ toàn thân hắn sau đó hào quang từ hư hóa thực biến thành ngọc quang trong suốt bảo vệ lão ta trong đó ngọc quang cực kỳ chắc chắn bạch ngưng băng cố gắng nhiều lần mà không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể làm cho lớp băng bao quanh ngọc quang dày thêm tạo thành núi băng cao mấy chục trượng phương nguyên vẫn chú ý quan sát nhìn thấy toàn bộ quá trình Quả không hổ là thập tuyệt thể. Cho dù là lần thứ hai nhìn lại, hắn vẫn không nhịn được tán thưởng. Hắn phải dựa vào Bạch Ngưng Băng, giờ phút này hai tay của Bạch Ngưng Băng đã hóa thành băng. Thậm chí ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu mơ hồ, dần dần bao trùm bị trong tuyết. Đó là ở phần bên ngoài, ở bên trong ý thức của hắn dần dần tiêu tan. Một khi ý thức tiêu tan hết, hắn sẽ hoàn toàn tử vong. Nhìn vào lớp băng đang tiến lại chỗ mình, Phương Nguyên rõ ràng chỉ dựa vào bản thân mà thoát vây, sớm hay muộn cũng bị đông chết trong sông băng. Là lúc này. Lúc này, hắn lấy ra một đôi cổ trùng từ trong không khiếu. Đôi cổ trùng này, một cái tỏa ra hắc quang, một cái tỏa ra bạch quang, hai loại ánh sáng quay vòng quanh nhau, tạo thành một quả cầu thái cực. Đây là âm dương chuyển thân cổ. Đi thôi. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, đôi cổ trùng kia lập tức bay ra, đầu nhập vào bức tượng băng từng là bạch ngưng băng. Phương Nguyên tuy chỉ có tu vi nhất chuyển, nhưng trong không khiếu lại có một lượng lớn chân nguyên tuyết ngân của tam chuyển, sử dụng toàn bộ, miễn cưỡng thúc dục cổ trùng. Trong giây lát, hắc mang chiếu thẳng lên trời, âm khí từ xung quanh hội tụ lại, không khí quay tròn trở thành vòng xoáy nguyên khí. Một cổ sinh cơ hoàn toàn mới, từ trong bức tượng băng sinh ra, sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ. Hắc quan chói mắt kia tiêu tán, bức tượng băng phát ra tiếng răng rắc, mặt ngoài của bức tượng vỡ ra vẫn là bạch ngưng băng tóc bạc mặc áo bào trắng kia hai tay vẫn hoàn hảo như lúc trước khuôn mặt như vẽ trên gương mặt ứng đỏ vô cùng đáng yêu y phá băng mà ra băng triều im bạc hẳn đi hàng khí xung quanh biến mất hết lớp băng kia cách phương nguyên chỉ còn mấy tấc hắn gần chết nhưng vẫn còn sống ta thật sự sống lại bạch ngưng băng cực kỳ chấn kinh y nhìn vào bàn tay ngọc ngà của mình rồi sờ sờ toàn thân y mừng như điên ha ha a à. Phương Nguyên cười sang sảng, ta mới dùng âm cổ trong âm dương chuyển thân cổ trên người người, cổ này có thể từ dương sinh âm, khiến cho ngươi thoát thai hoán cốt, trở thành người. Nó là trị liệu cổ tứ chuyển, có công hiệu khởi tử hoàng sinh. Nhưng mà nó có một khuyết điểm, một khi sử dụng, tư chất của cổ sư sẽ giảm xuống một thành. Bản đầu bạch ngưng băng là thập tuyệt thể, hay còn gọi là tư chất mười thành. Nay giảm xuống một thành, còn chính thành, bằng với phương nguyên. Tin tức này, Đối với người khác mà nói, có lẽ là tin dữ. Nhưng đối với Bạch Ngưng Băng mà nói, đây lại là tin vui. Thật là tốt. Tư chất của ta giảm xuống, không còn là Bắc Minh băng phách thể. Ha ha, chính thành thì thế nào? Y cười ha hả. Phương Nguyên lại lắc đầu, thập tuyệt thể cực kỳ khó thay đổi, phương pháp này tuy rằng làm giảm tư chất của người, nhưng sau này ngươi không ngừng tu hành, tư chất cũng sẽ không ngừng khôi phục, sẽ có một ngày ngươi sẽ trở lại làm bắc minh băng phách thể đến thời điểm đó ngươi cần sử dụng dương cổ này nó có thể khiến ngươi chuyển thân lần nữa làm tư chất giảm xuống một thành nói xong phương nguyên không để ý ánh nhìn chằm chằm của bạch ngưng băng vào dương cổ ở trước mặt y đem dương cổ thu vào không khiếu âm dương chuyển thân cổ trên đời đều là một đôi ngươi đã dùng âm cổ kia phải dùng dương cổ trong tay ta mới có tác dụng dùng dương cổ khác không có hiệu quả gì đừng nghĩ đến việc cướp dương cổ đã được ta luyện hóa ta chỉ cần một ý niệm trong lòng là có thể hủy diệt cổ trùng phương nguyên thản nhiên nói hiện tại bạch ngưng băng vẫn còn nguyên tu vi tam chuyển hắn chỉ là nhất chuyển cần có thủ đoạn làm cho bạch ngưng băng ném chuột nhưng sợ vỡ đồ không thể đối phó với mình thì ra là thế phương nguyên ngươi tính kế thật tốt bạch ngưng băng thở dài một tiếng ngươi muốn ta phải làm sao mới có thể lấy được dương cổ ha 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 phương nguyên cười một hồi lâu lúc này mới nghiêm mặt nói thanh mao sơn đã trở thành băng sơn tuyệt vực tam đại gia tộc còn có vô số sinh linh đều bị đông cứng trong băng không quá ba đến năm ngày tất cả đều sẽ chết hết dị tượng như này nhất định sẽ rước lấy sự chú ý và thăm dò của rất nhiều người huống hồ lão già kia cũng chưa có chết tự phong ngọc quang chờ đợi thoát vây thanh mao sơn tuyệt đối không thể ở lâu chúng ta phải rời khỏi nơi này ta thì sao tu vi của ta giờ chỉ còn có nhất chuyển cổ trùng cũng không toàn diện không thể một mình xông pha tình huống như vậy phải dựa vào lực lượng của ngươi thiên hạ này to lớn như vậy vô cùng đặc sắc thanh mao sơn chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi ngươi theo ta tung hoành thiên hạ chắc chắn vô cùng đặc sắc thì ra là thế Ngươi quả thực đều an bài thỏa đáng hết thảy mọi việc. Hừ. Bạch Ngưng Băng khẽ trắng môi, trong lòng cao hứng và kinh hỉ chiếm đa số, trong lòng có chút cam chịu, nhưng lời đề nghị lúc nãy của Phương Nguyên cũng rất được, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, có chút điều phải xác định. Điều gì? Phương Nguyên hỏi. Không phải ta đi theo ngươi, mà là ngươi đi theo ta tung hoành thiên hạ. Bạch Ngưng Băng vểnh môi lên, cười ngạo nghễ. Ha 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 phương nguyên thoải mái cười to như vậy tiếp theo chúng ta đi nơi nào ngươi có ý tưởng gì không bạch ngưng băng hỏi bạch cốt sơn phương nguyên đáp không ngừng cười ngươi cười cái gì mà cười có cái gì buồn cười sao bạch ngưng băng khó hiểu phương nguyên cười ra nước mắt ngươi còn không có phát hiện có cái gì không ổn sao có cái gì không ổn chỗ bạch ngưng băng nhăn mày bỗng nhiên sắc mặt của y trở nên cực kỳ đặc sắc kinh ngạc sợ hãi khó hiểu kinh hoàng trung động phẫn nộ tất cả đều nằm ở trên mặt y y nhìn vào bộ ngực chắc mẩy của mình hô to một tiếng ta ta làm thế nào lại trở thành con gái thanh âm vang vọng giữa thanh mao sơn làm mấy chỗ tuyết trắng rớt xuống đó là điều đương nhiên âm dương chuyển thân cổ âm cổ dùng cho nam nhân là có thể từ dương chuyển thành âm trở thành con gái ngược lại dương cổ dùng cho con gái là có thể từ âm chuyển thành dương trở thành nam nhi âm dương chuyển thân ngươi cho rằng âm dương chuyển thân là gì phương nguyên nói như chuyện đương nhiên ta ta chết tiệt bạch ngưng băng tâm tức nhìn phương nguyên tức giận mắng đến lúc này hắn như thế nào cũng phải muốn lấy được con dương cổ kia bạch huynh đừng nóng có thể sống sót đã là hạnh phúc rồi phương nguyên an ủi nói hạnh phúc cái rắm đổi lại là ngươi biến thành đàn bà thử xem bên trên sông băng nơi tuyết sơn vang lên âm thanh tức giận của bạch ngưng băng hai ngày sau mặt trời đã lên cao băng tuyết bắt đầu tan ra một làn nước từ băng sơn chảy xuống trăng rắc từ đâu đó xuất hiện âm thanh băng vỡ một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chiếu thẳng lên trời ở trên không trung ánh sáng hóa thành một cái ngọc quang ầm một tiếng ngọc quang vỡ nát thiên hạc thượng nhân gào to một tiếng một lần nữa thấy được ánh mặt trời lấy lại được sự tự do tồn tức ngọc tán cổ cao tới ngũ chuyển huyền diệu phi phàm chỉ cần cổ sư còn một hơi thở là có thể kéo dài tánh mạng trì hoãn thương thế không chỉ như thế quan tài ngọc kia vô cùng chắc chắn có thể gọi là lợi khí phòng ngự tiểu tặc chết tiệt hắn đau đớn chửi bới vừa phẫn nộ vừa nôn nóng tuy rằng có thể giết chết cừu địch là cổ nguyệt nhất đại nhưng không có lấy được huyết hải chân truyền sau khi trở về làm sao bàn giao cho sư môn động băng mà phương nguyên từng ở đã sớm bị khai phá chỉ mong hắn không có đi xa lão ta ôm một chút sự may mắn tuần tra xung quanh hắn dùng cổ trùng trinh sát phát hiện sâu bên trong băng còn rất nhiều sinh cơ sót lại sinh mệnh ương ngạnh thường có thể sáng tạo kỳ tích sông băng tuyết trắng này chỉ bao trùm có hai ngày thời gian không đủ để làm cho toàn bộ sinh linh tử vong. Tìm được rồi. Không thể tin được tên nhóc đó lại trốn ở chỗ này, hừ hừ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn sao. Thật là xảo trá. Toàn thân thiên hạt thượng nhân chấn động, có phát hiện, vui mừng không thôi. Lão ta chui vào giữa lớp băng, chỉ một lát liền lấy ra một khối băng. Giữa khối băng, toàn thân phương chính được bao phủ bởi một tầng nguyệt quang, chính là nguyệt nghe thường. Hắn đã sắp chết, chỉ còn một hơi. Thiên hạc thượng nhân thề rằng cả đời lão tuyệt đối sẽ không quên tướng mạo của Phương Nguyên. Nhưng lão là cường giả ngũ chuyển, nhìn thấy Phương Chính thì lão lập tức thất vọng. Người này không phải là hắn, chẳng qua là tướng mạo giống nhau mà thôi. Hai. Lão thở dài thật lâu, bỗng nhiên sửng sốt. Chờ một chút, tướng mạo giống đến mức này, rất có thể là song sinh. Nói như vậy, tên này chính là người thân nhất với tiểu tặc kia trong đôi mắt già nu của thiên hạc thượng nhân nhất thời phát ra tinh mang sắc bén có người thân của tiểu tặc kia lão có thể luyện chế chí thân huyết trùng nhờ cổ trùng ngũ chuyển chí thân huyết trùng hắn mới có thể ở giữa thiên hạ rộng lớn nhiều người như này mà tìm được cổ nguyệt nhất đại nhiệm vụ của sư môn ta cũng không hoàn toàn thất bại vẫn còn hy vọng tiểu tử này chính là hy vọng duy nhất của ta phải cứu sống hắn Phương Chính mở đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi ra, tỉnh lại. Đây là nơi nào? Đôi mắt của y trở nên mông lung, chỉ nhìn thấy được một thân ảnh mơ hồ, đồng thời cả người hắn bủng rũng, đầu như muốn nứt ra. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn là ở trong khu vực tam tộc Đại Bỉ, xuất hiện phi hạt mỏ thiết đầy trời, làm cho tất cả mọi người phải chạy trốn. Hắn dùng nguyệt nghe thường đỡ đòn, bị phi hạt vây công. Trong chiến đấu, phi hạt mổ một phát vào cái trán của hắn. Hắn lúc này đã hôn mê, từ trên vách núi ngã xuống. Ông là lão già trên lưng hạt. Thấy được rõ ràng người trước mặt, phương chính cả kinh dãy dụ, bò được một nửa, lại ngã xuống. Tiểu tử, ở trước mặt thiên hạt thượng nhân ta, ngươi còn muốn chạy trốn. Thiên hạt thượng nhân vuốt râu cười lạnh. Hắn đánh giá phương chính từ trên xuống dưới, tiếp tục nói. Lại nói, ta còn là ân nhân cứu mạng của người. Nếu không có ta ngươi đã sớm chết vì bị đông đá rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, rơi xuống cũng đừng trách ta. Phương Chính dò xét xung quanh người, nhất thời hoảng sợ. Xung quanh là những đám mây bồng bềnh, hắn đang ở trên lưng tự hạt, đi trên bầu trời xanh. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn mang ta đi đâu? Phương Chính kinh hô. Ta là thiên hạt thượng nhân, lần này phải về Trung Châu. Trung Châu. Phương Chính kiếp sợ kêu lên. Sông Hoàng Long, con sông thứ ba ở Nam Cương, dài hơn 8.000 cây số, bắt nguồn từ núi Hoàng Quả, chảy qua núi Huyền Minh, núi Quy Bối, núi Thanh Mao, núi Bạch Cốt, núi Lôi Từ, cuối cùng chảy vào biển. Nếu từ trên cao nhìn xuống toàn bộ địa hình Nam Cương, con sông Hoàng Long như chữ kỹ, chảy qua hơn một nửa diện tích Nam Cương. Gió gầm rú, khí thế như hông, xuyên qua các dãy núi, thổi tan những đám mây trên bầu trời. Nước sông Hoàng Long chảy xiết, cuồn cuộn bên trong con sông đầy cá, trắng ba ba, trai và những sinh vật khác. Lúc này, một chiếc bè trúc đang trôi trên mặt sông. Bè trúc này không còn nguyên vẹn, vỡ tứ tung. Trên bè trúc dựng thẳng một cột buồn đơn sơ, cánh buồn màu trắng cũ nát. Chung quanh cột buồn chất đầy đồ, có tác dụng giữ thăng bằng. Trúc được buộc bằng dây gai, có nhiều chỗ cứ quấn đi quấn lại nhiều vòng, có thể thấy nó đã được xử lý tạm thời nhiều lần trên sông. Nước sông cuồn cuộn đẩy về phía trước bè trúc thuận theo dòng nước trôi đi mỗi lần nước sông đánh vào đều khiến bè trúc phát ra âm thanh không chịu nổi người nghe phải nơm nớp lo sợ trên chiếc bè trúc có thể vỡ ra từng mảnh bất cứ lúc nào này đang chở hai thiếu niên một thiếu niên có gương mặt bình thường mặc áo bào đen mắt đen tóc đen người còn lại là nữ áo trắng mắt màu lam tóc bạc dung mạo như tiên đây chính là phương nguyên và bạch ngưng băng sau trận chiến ở núi thanh mao Bạch Ngưng Băng tự bạo phách thể Bắc Minh Băng, tạm thời vây khốn Thiên Hạc thượng nhân. Bọn họ đã cố sức phá băng mà ra, chặt trúc thanh mâu làm bè, sau đó bỏ trốn thật xa. Nhận thiên lý địa lang của Phương Nguyên đã chết, còn rắn bạch tương tiên của Bạch Ngưng Băng thì chủ động chạy trốn, chẳng thấy tâm hơi. Không còn cổ trùng, hai người đành phải đi bộ, nhưng chỉ bằng đôi chân, tốc độ thật sự quá chậm, có thể bị Thiên Hạc thượng nhân đuổi kịp bất cứ lúc nào. Bởi vậy, Phương Nguyên đành phải dùng biện pháp này. Sông Hoàng Long có phân nhánh ở núi Thanh Mao. Lúc trước có con thôn gian thiềm ngũ chuyển thuận theo nhánh chủ của sông Hoàng Long, ngoài ý muốn lưu lạc đến dưới chân núi Thanh Mao. Bè trúc từ sông nhánh trôi đến nhánh chủ, một đường xuôi dòng, tốc độ rất nhanh. Năm ngày rồi, xem ra lão già kia sẽ không đến. Phương Nguyên đứng trên bè trúc, nhìn ra sau lưng lẩm bẩm. Tốc độ của bè trúc không nhanh bằng thiết quế phi hạt vương, nhưng dù sao thiết quế phí hạt vương cũng là thú lực, cũng phải nghỉ ngơi, không so được với bè trúc nhờ lực nước, kéo dài không dứt. Thời gian càng dài, Phương Nguyên lại càng an toàn. huống hồ, Phương Nguyên nhớ rằng, sau khi thiên hạt thượng nhân giết chết cổ nguyệt nhất đại, một thân một mình trở về. Thiết quế phi hạt vương rất có khả năng đã bị giết. Tiếng nước sông chảy cuồn cuộn bên tai. Bạch ngưng băng nhìn Phương Nguyên. Mặc dù nàng ta không nghe rõ Phương Nguyên nói cái gì nhưng cũng hiểu ý của hắn. Nàng ta cười ha hả, có cái gì phải lo lắng chứ. Nếu lão già kia đuổi theo, chúng ta tiếp tục tự chiến thôi. Tác chiến trên con sông Hoàng Long này nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhưng nếu chết ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho tôm cá no bụng, ha ha, đúng là thú vị. Quyển 2, ma tử xuống núi. Phương Nguyên không để ý đến nàng ta, nhìn chăm chú đằng xa. Theo tính toán, hắn đã đi được 5 ngày đường thủy, sắp đến gần núi Bạch Cốt. Trong trí nhớ của hắn, bên trong núi Bạch Cốt có một mật tàng truyền thừa do hai cổ sư tứ chuyển để lại, chờ người hữu duyên. Đối với truyền thừa núi Bạch Cốt này, kiếp trước ta không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thấy. Nhưng tục truyền, bên trong truyền thừa này có một cửa ải cần hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể thông qua. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lén lút nhìn sang Bạch Ngưng băng một cái. Mặc dù hắn đồng hành với Bạch Ngưng Băng, nhưng chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ, bị cường địch áp bách. Hắn chỉ là nhất chuyển sơ kỳ, sông sáo bên ngoài, nhất định phải có viện thủ. Hơn nữa, Bạch Ngưng Băng đã thành nữ, hắn đang nắm giữ dương cổ của nàng ta, chẳng khác nào nắm lấy nhược điểm lớn nhất, khiến nàng ta không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nếu quả thật tiến vào núi Bạch Cốt, hắn và Bạch Ngưng Băng có thể đồng tâm hợp tác không? Đây là một vấn đề tương đối lớn. Bành, Cùng lúc đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Không ổn rồi, dây thừng lại bị bung. Bạch Ngưng băng quá quen thuộc với âm thanh này, lập tức hoảng sợ kêu lên. Lực của nước sông rất mạnh. Năm ngày qua, nó đã đánh bung dây gai không biết bao nhiêu lần. Cũng may mà trước khi xuất phát, Phương Nguyên đã chuẩn bị rất đầy đủ. "Mau lấy dây gai, ở đây tạm thời có ta rồi." Phương Nguyên vội vàng ngồi xổm xuống, dùng hai tay đè xuống chỗ bị đứt để nó không bị trầm trọng thêm. Lực đẩy của nước sông rất mạnh, khi giữ bè trúc cần phải có 10 phần sức mạnh. Bạch Ngưng băng còn lâu mới có thể làm được, chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của Phương Nguyên. Cũng may tình huống này phát sinh trước đó rất nhiều lần, Bạch Ngưng băng đã có kinh nghiệm xử lý, vội vàng chạy đến chỗ cột buồn chính giữa bè trúc để lấy dây gai. Đây, đây rồi. Nàng ta cầm dây gai đưa tới. Phương Nguyên nhanh chóng quấn quanh, loay hoay đến đầu đổ đầy mồ hôi quấn mấy vòng lúc này mới cố định được bè trúc bè trúc đã hư quá nhiều rồi nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể kiên trì được thêm một ngày một ngày sau chúng ta phải tập bờ thôi phương nguyên thở dài nói sông hoàng long cũng không an toàn nước sông cùng cuộn che giấu biết bao nguy hiểm nếu bè trúc bị vỡ giữa sông phương nguyên và bạch ngưng băng rơi xuống nước sẽ không cách nào dự đoán được nguy hiểm nào xảy đến với mình một âm thanh trầm đục vang lên. Âm thanh gì vậy? Phương Nguyên lập tức cao mày. Bạch Ngưng Băng lắng tai, nghi hoặc hỏi, có tiếng gì đó sao, tại sao ta lại không nghe thấy? Tai Phương Nguyên có tham tu, gần như ngay lập tức, thanh âm cạch cạch vang lên không ngừng. Bè trúc bắt đầu chấn động. Dưới sông có vật gì đó đang tấn công bè trúc. Bạch Ngưng Băng kinh hô. Một bóng đen từ dưới sông bắn lên, thoáng qua trước mặt Bạch Ngưng Băng tốc độ của bóng đen này rất nhanh thậm chí nhìn cũng không nhìn kịp bạch ngưng băng chỉ cảm thấy bên tai mát lạnh mặt có một thứ chất lỏng chảy xuống nàng ta vô thức đưa tay lên sờ là máu đây là thứ quỷ gì vậy nàng ta lên tiếng mắng ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy một con cá màu đen từ giữa không trung rơi xuống nước lần nữa là cá toa tiễn đáng chết mau lên bờ thôi phương nguyên hét to vội vàng kéo cánh buồn Cá toa tiễn có hai đầu nhọn, bụng lớn như con thoi, chỉ sinh sống ở những vùng sông, biển rộng lớn. Thông thường một đàn sẽ có hơn trăm con hoặc hàng ngàn con. Bọn chúng ăn thịt, thường hay xuất phát thành đàn, sang những con mồi có thể tích to gấp bọn chúng mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Xoạt xoạt xoạt. Từng bóng màu đen từ dưới sông bắn lên. Bè trúc lắc lư thật mạnh. Rất nhiều cá toa tiễn đâm thẳng vào bè trúc. Cũng may mà trúc thanh mau rất cứng, thuộc loại cao cấp trong các loại trúc, khó khăn lắm mới trụ lại được. Một đám cá toa tiễn ở dưới sông cắn vào bè trúc, khiến cho nó càng nguy hiểm hơn. Phương Nguyên điều chỉnh lại cánh buồm, mượn nhờ gió sông, bè trúc nhanh chóng lao đến gần bờ. Nhưng đám cá toa tiễn cũng không chịu bỏ cuộc. Rất nhiều bóng đen càng tấn công mãnh liệt hơn. Rắc. Một cây trúc thanh mâu đã bị gãy. Một con cá toa tiễn đã phá vỡ được bè trúc, rơi xuống bên chân bạch ngưng băng toàn thân nó đầy vảy cứng, đầu hình cái dùi, lóe lên u quan. Bạch ngưng băng mở to mắt nhìn con cá. Sau khi nàng ta tự bạo, cổ trùng trên dưới toàn thân đều bị chết cống. Cổ âm dương chuyển thân chỉ có thể cứu sống được nàng ta, nhưng không có khả năng khôi phục cổ trùng cho nàng. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, âm thanh bè trúc bị vỡ liên tiếp vang lên. Bè trúc chống đỡ được đợt đầu, đã rách bương, không còn chống nổi đợt thứ hai. Nước sông tràn ngập bè trúc bắt đầu chìm xuống. Mau lên, mau lên. Phương Nguyên vừa mắng vừa hạ cánh buồn xuống. Nếu cánh buồn không còn, bè trúc sẽ không còn động lực. Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng rơi xuống sông, chết là chắc. Cá toa tiễn bắt đầu tiến hành đợt công kích thứ ba. Rất nhiều cá toa tiễn bắn lên như mưa, cắn cây trúc, dây gai vỡ nát, bè trúc bắt đầu lỏng ra. Cổ thiên bồng. Phương Nguyên miễn cưỡng thôi động cổ trùng tam chuyển, lấy chân nguyên bên trong không khiếu, dùng tốc độ khủng khiếp lan rộng ra. Đây là nhờ hắn có tư chất giáp đẳng tầng 9, còn có thiên nguyên bảo liên. Nhất chuyển sơ kỳ, chân nguyên thanh đồng, chất lượng trên khó mà thỏa mãn được yêu cầu của cổ thiên bồng. Cho dù ngưng tụ được bạch quang hư giáp, cũng sẽ rất yếu, không có khí tượng của tu vi tam chuyển. ầm 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 Cá toa tiễn đâm vào bên trên bạch quang hư giáp, phát ra tiếng trầm đục nhưng không làm tổn thương được phương nguyên tuy nhiên bạch ngưng băng đã bị thương nàng ta điên cuồng né tránh mấy con cá toa tiễn đang bắn lên bè trúc đồng thời đứng sau lưng phương nguyên dựa vào hắn mà ngăn cản phần lớn công kích tình thế nguy cấp vô cùng cánh buồn đã bị cắn nát thủng lỗ chỗ lực đẩy của bè trúc cũng càng lúc càng yếu mặt bè còn thừa lại chưa đến một phần ba rất nhiều nước sông tràn vào mất mé mu bàn chân có thể chìm xuống bất cứ lúc nào đáng chết chẳng lẽ cổ sư ngũ chuyển cũng không giết được ta ta lại chết trong tay mấy con cá toa tiễn nho nhỏ này sao? Bạch ngưng băng thở dài. Lại thêm một đợt tấn công nữa. Bè trúc sắp không chịu đựng nổi, bọn họ sẽ rơi xuống nước, và sau đó toi mạng. Nhưng, cuộc tấn công của bầy cá toa tiễn vẫn chưa kết thúc, khiến bạch ngưng băng nín thở ngưng thần, nơm nớp lo sợ. Cập bờ rồi, đám cá toa tiễn này không biết bơi ở khu nước cạn đâu. Chúng ta tạm thời an toàn. Phương Nguyên thở ra một hơi, bụng rũng tay chân. Mấy ngày qua hắn hầu như không ngủ, không nghỉ, lúc nào cũng phải điều khiển cánh buồn, rồi điều chỉnh hướng của bè trúc, đã đạt đến cực hạn của thể lực. Bạch Ngưng Băng cũng thở ra một hơi. Áo màu trắng của nàng ta dính đầy máu, trên người bị thương mấy chục chỗ. Cũng may nàng ta có thiên phú chiến đấu, cực lực tránh né, lại có bè trúc có thể giúp nàng ta ngăn cản được cá toa tiễn tấn công trực tiếp, bởi vậy chỉ toàn là vết thương nhẹ. Phương Nguyên nhìn thoáng qua bạch ngưng băng, trên người chợt truyền đến cơn đau nhất. Hắn cũng đã bị thương, không ngừng chảy máu. Cổ thiên bồng chỉ thúc giục được có mấy phút. Chân Nguyên bên trong không khiếu đã khô cạn. Không còn gì phòng ngự, hắn đành phải dùng huyết nhục của mình, tất nhiên không tránh được cá toa tiễn tấn công. Vốn còn định đi trên sông thêm một ngày. Nhưng trời có nắng có mưa, người có họa có phúc. Kế hoạch không bao giờ đuổi kịp thay đổi mặc dù còn cách núi bạch cốt một đoạn nữa, nhưng phương nguyên đành phải tập bờ cánh buồm đã mất đi tác dụng, phương nguyên đã cố gắng hết sức mới khiến cho bè trúc tránh được đá ngầm mắc cạn tại một khu vực trên bờ. hai người dẫm chân trên các xốp bước lên trên bờ bạch ngưng băng ôm vết thương ngồi xuống sắc mặt tái nhợt nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ mất rất nhiều máu giữ nhiều lành ít trên người ngươi có cổ trùng gì để chữa trị không mau lấy ra đi phương nguyên cười khổ hắn làm gì có cổ trị liệu chứ năm ngày trước phương nguyên trùng sinh ở núi thanh mao lúc đó hắn thò tay vào huyết tráo của bạch ngưng băng vừa đồ sát vừa chiếm đoạt chiến lợi phẩm tuy nhiên đám cổ trùng đều bị thương năm ngày qua phương nguyên vẫn luôn di chuyển bọn chúng không còn thức ăn tất cả đều lần lượt chết đi về phương diện chữa trị cho cổ trùng phương nguyên không có kinh nghiệm không thể làm thỏa đáng yêu cầu này Đáng tiếc, cổ trùng của ta đều đã tự bạo mà chết. Bằng không, cũng sẽ không để bị thương như vậy. Bạch ngưng băng ngửa mặt lên trời thở dài. Phương Nguyên cười nói, đừng bi quan quá, cũng không phải chuyện nào cũng cần cổ trùng mới có thể giải quyết. Sao? Bạch ngưng băng nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Phương Nguyên ngầm thúc dục chân nguyên, há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đỏ, một cổ đèn lồng hoa hiện ra, chậm rãi tự quay, lơ lửng giữa không trung đây chính là hoa đâu suất tâm niệm phương nguyên vừa động toàn thân hoa đâu suất đỏ lên dưới ánh sáng như ánh nắng chiều đỏ rực một số món đồ từ bên trong bay ra có băng vải có bình thuốc lớn có bình thuốc nhỏ một phấn trong bình thuốc nhỏ này có thể trừ độc giảm nhiệt dùng một ít là được thuốc trong bình lớn có thể dùng để cầm máu có muốn dùng băng vải không phương nguyên nói xong liền phân những thứ này thành hai phần đưa cho bạch ngưng băng một phần đây đều là đồ dùng của phàm nhân Nhưng trong học đường cũng đã từng dạy Bạch ngưng băng nhận lấy Miệng cong lên Ngươi chuẩn bị rất đầy đủ đấy Nói xong Nàng ta tiện tay mở bình thuốc lớn Lập tức một mùi hôi thối đập thẳng vào mặt Khiến nàng ta không khỏi ngửa mặt ra sau Kêu lên Tại sao lại thối như vậy Phương Nguyên chỉ mỉm cười Cũng không lên tiếng Hắn cởi quần áo Trước đổ bột phấn trong bình thuốc nhỏ lên vết thương Lập tức vết thương truyền đến cảm giác đau rát Hắn tiếp tục mở bình thuốc nhỏ, thuốc mở bên trong như bùng nhão, màu xanh đen, mùi chẳng dễ ngửi chút nào. Nhưng Kiếp trước Vương Nguyên đã quen với thứ này, cũng chẳng có gì phải ngại. Hắn móc thứ thuốc mở màu xanh đen đó ra, bôi đều lên vết thương, động tác vô cùng thành thục. Sau đó lại dùng băng vải quấn chặt vết thương từng vòng, rất nhanh đã xử lý xong. Bởi vì thuốc mở, vết thương rất nhanh truyền đến cảm giác mát lạnh, thay thế cảm giác nóng bỏng và đau đớn ban đầu loại thuốc mỡ này của ngươi đúng là có tác dụng. Một bên, Bạch Ngưng Băng vừa xử lý vết thương, vừa nhe răng hít không khí. Áo bào trắng của nàng ta đã rách bươm, để lộ bộ ngực sữa, xung quanh chợt hiện nhưng nàng ta lại không ý thức được. Vừa bôi thuốc, nàng ta vừa than thở, hay, suy nghĩ lại, nếu có một con cổ trùng trị liệu thì tốt biết bao. Phương Nguyên nhìn thoáng qua nàng ta, quyết định lấy ra hai bộ trang phục bên trong hoa đậu xuất. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, vốn là định đi đường cho nên mới chuẩn bị rất nhiều quần áo cộng thêm tuổi tác của bạch ngưng băng cũng tương tự với hắn hình thể cũng không thua kém nhiều mặc quần áo của hắn cũng khá thích hợp cầm đi hắn đưa một bộ quần áo cho bạch ngưng băng bạch ngưng băng nhận lấy giọng nói có chút quái lạ nghĩ không ra ngươi chuẩn bị lại đầy đủ như vậy lo trước khỏi lo sau phương nguyên trả lời sau đó thay bộ quần áo còn sót lại trên người cùng với vớ giày ướt đẫm bằng bộ đồ mới mặc bộ quần áo sạch sẽ khiến cho hắn có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Bạch Ngưng Băng cũng thay bộ quần áo khác, còn bộ quần áo màu trắng rách như sơ mướp thì tùy tiện ném trên bờ cát, nhưng sắc mặt nàng ta cũng không dễ nhìn. Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, băng bó vết thương và thay quần áo, nàng ta cũng ý thức được sự thay đổi của cơ thể. Tiếp theo, ngươi định làm như thế nào? Khi nào thì trả dương cổ cho ta? Nàng ta bước lên phía trước, cao mày hỏi phương nguyên nhặt bộ quần áo bào đen và vớ giày nói không phải ta đã nói sao chuyến đi này sẽ đến núi bạch cốt còn dương cổ ít nhất phải đợi đến khi ta đạt được tam chuyển bạch Mương băng cao mày cao giọng hỏi còn phải đợi ngươi tu hành đến tam chuyển sao nàng ta chưa hề nghĩ đến có một ngày nàng ta lại rơi vào tình huống lúng túng như vậy đường đường là nam nhi lại biến thành nữ nhi sự kích thích của sự sống và cái chết biến mất cảm giác chết tiệt kỳ lạ này đột nhiên dâng lên trong lòng nàng ta. Nếu có khả năng, nàng ta một khắc cũng không muốn chịu đựng lại lần nữa. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng ta, cũng không nói gì, bước đến bờ sông giặt quần áo. Mặc dù bộ quần áo đã bị rách nhưng vá lại một chút cũng có thể dùng được, không giống như áo bào trắng của Bạch Ngưng Băng. Hắn không biết phải sống bao lâu ở chỗ này, quần áo không thể lãng phí được. Bạch Ngưng Băng là người thông minh, phương nguyên im lặng khiến nàng ta ý thức được tình cảnh của mình bây giờ nàng ta chỉ có tu vi tam chuyển nhưng một con cổ trùng cũng không còn cho dù còn chỉ sợ cũng không làm gì được phương nguyên dương cổ đã bị phương nguyên luyện hóa chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động nó có thể tự hủy ngay âm dương chuyển thân cổ đều phải đi một đôi nếu cái này bị hủy đến lúc đó bạch ngưng băng chỉ sợ không thể trở thành đàn ông được nữa nhìn theo bóng lưng của phương nguyên bạch ngưng băng cắn răng trong lòng phiền muộn đến cực điểm nàng ta đường đường là người của bạch gia trại nhưng lại luân lạc đến tình huống như thế này mặc cho người ta bài bố cảm giác này khiến cho bạch ngưng băng vốn cao ngạo hết sức khó chịu bây giờ chúng ta không có một con cổ trị liệu nào nếu gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ vấn đề cũng không chỉ có từng này trên người chúng ta một con cổ trùng cũng không có căn bản không có sức chiến đấu không được ta phải bắt một ít cổ trùng ngoài thiên nhiên để luyện hóa. Nếu không, ngay cả tự vệ ta cũng không làm được. Bạch Ngưng Băng đang nói, bỗng trong bụng truyền đến tiếng rột rột. Ghê tởm. Nàng ta che bụng, cảm giác đói bụng ùa tới, này, giặt quần áo xong, ngươi lấy thịt khô ra, ta đói đến mức bụng sắp ép vào lưng rồi. Phiêu lưu 5 ngày trên bè trúc, bọn họ đều dựa vào thịt khô mà Phương Nguyên mang theo để làm thức ăn. Mặc dù thịt khô rất cứng, nhai như nhai rễ cây nhưng có thể no bụng cung cấp năng lượng phương nguyên đứng dậy hai tay vẫy khô bộ quần áo lắc lắc vài cái quay sang nói với bạch ngưng băng ngươi gấp cái gì cầm nó cho ta bạch ngưng băng cau mày bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy chiếc áo bào đen phương nguyên lại phun ra hoa đâu suất lấy ra một túi thịt khô bạch ngưng băng không chút khách sáo chộp lấy gặp lấy gặm để nàng ta nhai rột rột hàm răng va vào nhau nhai đến quên cả trời đất. Phương Nguyên nhìn nàng ta, cười khổ. Thiên tài bạch gia trại có khi nào bị bỏ đó chứ? Ngẫm lại kiếp trước của mình, lúc này hắn thật sự thông cảm với nàng ta. Bạch ngưng băng gặp mấy miếng thịt khô, liếm liếm môi, thịt khô đúng là bao ăn no, mỗi tội cứng quá. Hai, nhưng có thịt khổ để ăn, ta cũng thỏa mãn lắm rồi. Phương Nguyên lại càng cười tươi hơn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Ngưng Băng, hắn lấy ra một cái nồi sắt, trời nồi sắc mà ngươi cũng mang theo luôn sao quá tốt rồi chúng ta có thể dùng nước nấu thịt khô ăn nước lấy nước sông nhưng lửa thì phải cần có củi chắc phải vào rừng chặt cây quá nói đến đây bạch ngưng băng liếc nhìn chung quanh cảm thấy khó xử bọn họ mắc cạn ở chỗ này thứ nhìn thấy không nước thì cũng là vách đá cao ngất trên vách đá là một khu rừng rậm rạp còn chỗ nước cạn thì không một món đồ gỗ nào bạch ngưng băng muốn có củi thì phải trèo lên vách đá chặt đứt cây cuối nếu đổi lại là trước đây nàng ta muốn làm mấy chuyện này dễ như ăn một bữa ăn sáng nhưng bây giờ trong tay nàng ta trống không không một con cổ nào muốn trèo lên vách đá trơn trượt như thế sợ là phải tốn công sức bạch ngưng băng cảm thấy khó xử lúc này phương nguyên lại lấy ra một đống than đá than đá có thể dùng tốt hơn gỗ nhiều bạch ngưng băng nhìn mà cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngay sau đó phương nguyên lại lấy ra đá đánh lửa dầu hỏa còn có khung sắt hết thảy dựng lên sẵn sàng bạch ngưng băng nhìn thấy vậy biểu hiện nghiêm túc lại hỏi ngươi chuẩn bị đầy đủ như thế có phải ngươi đã sớm muốn rời khỏi núi thanh mao phương nguyên chuẩn bị quá đầy đủ ngay cả những vật này cũng mang theo bạch ngưng băng thông minh như vậy nhất định đã phát hiện được gì trong đó ngươi cảm thấy thế nào phương nguyên mỉm cười cũng không trả lời thẳng câu hỏi của bạch ngưng băng tay chỉ nồi sắt, ngươi đi múc ít nước sông đi. Bạch ngưng băng nghiến răng. Thái độ này của Phương Nguyên khiến nàng ta hận đến nghiến răng. Nàng ta đi múc nước quay lại, Phương Nguyên đã nhóm lửa xong. Trước nấu sôi nước trong nồi, Phương Nguyên bỏ thịt khô vào trong đảo đều. Một lát sau, mùi thịt bắt đầu bốc ra. Bạch ngưng băng ngửi ngửi, vô thức liếm môi một cái. Phương Nguyên lấy đũa và thìa, cùng Bạch ngưng băng bắt đầu dùng bữa thịt khô đã được nấu rục chỉ cần nhai mấy lần là có thể nuốt xuống canh thịt nóng hổi khiến hai người toàn thân thư thái điều duy nhất không hoàn hảo chính là nước sông hoàng long chứa đầy bùn cát ăn vào miệng có cảm giác không được tốt nhưng trong tình huống phải đi lang bạc có được đãi ngộ như lúc này còn có cái gì không hài lòng nữa chứ ta chưa no nấu thêm nửa túi thịt khô đi bạch ngưng băng cảm thấy chưa thỏa mãn sờ bụng nói phương nguyên lập tức từ chối không được ăn nhiều, phải dùng tiết kiệm một chút. Làm cái gì mà rống lên như vậy? Ngươi có nhìn thấy khu rừng trước mắt không? Có bao nhiêu thịt rừng trong đó chứ? Bạch Ngưng băng bất mãn kêu lên. Phương Nguyên trừng mắt, ta đương nhiên biết trong rừng sẽ có thú rừng, nhưng thú rừng này chính là giả thú. Bây giờ ngươi có thể giải quyết bao nhiêu con giả thú chứ? Gặp phải cả đàn thì làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta đụng phải cổ trùng hoang giả phục kích thì sao? cho dù có săn giết giả thú, cũng không biết thịt của chúng có độc hay không, có thể ăn được hay không. Ngươi biết phân biệt độc tính của cổ trùng à? Bạch ngưng băng nghẹn lại, á khẩu không trả lời được. Phương Nguyên hừ lạnh. Bạch ngưng băng là thiên tài bạch gia trại, lần này dạy cho nàng ta bấy nhiêu là đủ, dạy nhiều ngược lại hăng quá hóa dở. Hắn ngồi xếp bằng, gỡ nồi xuống rồi phủ áo bào đen vừa mới giặt xong lên khung sắt, lợi dụng nhiệt độ còn lưu lại của than đá để hung khô. Phương Nguyên nói tiếp, sắc trời không còn sớm, chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai tìm cách lên khu rừng. Ta đã cố ý chọn chỗ này, vách đá ba mặt, sẽ không có mấy con giả thú có thể đến được bãi cát, tương đối an toàn. Nhưng cũng không thể lơ là bất cẩn, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Đây chính là chỗ tốt của việc có hai người. Tâm niệm Phương Nguyên lại động, gọi ra cứ sĩ Kim Ngô và Cổ Thiên Bồng. Ta tạm thời cho ngươi mượn hai con cổ trùng này. Ngươi hãy làm quen với chúng một chút." Phương Nguyên nói. Bây giờ hắn chỉ có tu vi nhất chuyển sơ kỳ, thôi động cổ trùng tam chuyển rất miễn cưỡng. Cho dù có năng lực khôi phục giáp đẳng, còn có Thiên Nguyên Bảo Liên, nhưng cũng không phát huy được uy năng của cổ trùng tam chuyển. Bởi vậy, chi bằng chuyển sang cho Bạch Ngưng Băng có tu vi tam chuyển thì hơn. Bạch Ngưng Băng tiếp nhận cổ trùng, không khỏi nhìn Phương Nguyên chăm chú. Giữa các cổ sư, có thể mượn dùng cổ trùng của nhau cổ trùng sống là nhờ ý chí của cổ sư. Chỉ cần được chủ nhân thừa nhận, những người khác cũng có thể sử dụng cổ trùng, vận dụng sức mạnh của chúng. Đương nhiên, sẽ không có được sự vừa tay như cổ trùng mình luyện hóa. Với lại, chỉ cần chủ nhân đổi ý, những người khác sẽ lập tức mất đi quyền khống chế. Vì thế, cổ sư cũng rất ít khi mượn cổ trùng của người khác. Bây giờ tình thế bức bách, hành động này của Phương Nguyên lại thể hiện sự hào sản, khiến Bạch Ngưng băng phải ghé mắt. Cứ sĩ Kim Ngô, Bạch Ngưng băng duỗi tay, vuốt ve lớp giáp sát bằng vàng của cổ tam chuyển, miệng thì thầm, biểu hiện hơi phức tạp. Nàng ta và Phương Nguyên Đại Chiến đã nếm qua không ít thua thiệt trong tay cứ sĩ Kim Ngô. Không nghĩ đến lại có một ngày, Phương Nguyên chủ động cho nàng ta mượn. Cách Phương Nguyên sử dụng cứ sĩ Kim Ngô đã lưu lại ấn tượng thật sâu trong đầu nàng ta. Bạch Ngưng băng lập tức dựa theo những gì đã ghi nhớ trong đầu, cầm cứ sĩ Kim Ngô như cầm kiếm, bắt đầu vung vẩy. Thỉnh thoảng, nàng ta dùng tâm niệm khống chế, cứ sĩ kim ngô co duỗi cơ thể, giống như ngọn roi vung vẩy. Trăng cưa viền bạc chuyển động, vẽ nên từng luồng ánh sáng kỳ lạ trong không khí. Cổ thiên bồng Nàng ta cất cổ thiên bồng vào trong không khiếu, cao mày, âm thầm quán chú chân nguyên bạch ngân, lập tức toàn thân nàng ta sáng lên ánh sáng của hư giáp. Vận mệnh thật sự rất huyền bí, nghĩ không ra có một ngày ta lại sử dụng cổ trùng của ngươi. Nàng ta nhìn phương nguyên, than thở vài câu. Phương Nguyên im lặng, xếp bằng ngồi bên cạnh thạch thang đá ấm áp, hai mắt nhắm lại. Hắn vùi tinh thần của mình vào trong không khiếu, biển chân nguyên sung mãn tư chất giáp đẳng lập tức hiện ra. Chính thành Trước kia chỉ là hơn bốn thành một chút, bây giờ tăng một lèo lên gấp đôi. Mặc dù tu vi từ tam chuyển hạ xuống nhất chuyển, mấy năm khổ công mất hết, nhưng tất cả đều đáng giá. Phương Nguyên thật sự hài lòng. Trước đây, cổ sư tu hành có ba điểm quan trọng. Một là tư chất, hai là tài nguyên, ba là cổ trùng. Ba phương diện này, thiếu một thứ cũng không được, cái nào cũng được xem là quan trọng nhất. Trước kia, phương nguyên chỉ có tư chất bính đẳng, muốn có thủ đoạn để trêu đùa đối phương, hắn phải dùng tài nguyên và cổ trùng, trăm phương ngàn kế tận lực bù đắp lại nhược điểm tư chất. Ở núi Thanh Mau mấy năm, cuộc sống trôi quá khá vất vả. Mặc dù tiến độ tu hành không tệ, nhưng cũng là kết quả của việc cạn kiệt tâm sức lo lắng hết lòng và tìm kiếm mạo hiểm của hắn với tư cách giáp đẳng của hắn lúc trước cuộc sống của hắn sẽ là một loại phong quan khác đã sớm thăng lên tam chuyển tạo hóa trêu ngươi bây giờ ta vẫn là tư chất giáp đẳng nhưng hoàn cảnh yên ổn như ở sơn trại lại không còn tài nguyên cổ trùng cũng không sánh bằng lúc trước bây giờ phương nguyên lưu lạc sông pha bên ngoài tu vi quá yếu lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng tất nhiên không thể bằng với lúc an nhàn ở núi Thanh Mao. Đương nhiên càng không có nguồn cung cấp ổn định để bù đắp cho nhau. Cũng may mà còn thiên nguyên bảo liên, có thể giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất, ít ra trước tam chuyển là không lo. Tinh thần phương nguyên lại đảo qua, dưới biển chân nguyên thanh đồng chính thành, một đóa hoa sen màu xanh trắng cắm rễ dưới đáy không khiếu, cánh hoa sung mãn, tràn ngập chi khí tiên linh thánh khiết. Đây chính là thiên nguyên bảo liên tam chuyển, tiềm lực phát triển to lớn. Để luyện hóa nó, hắn đã trực tiếp phế bỏ căn cơ nguyên tuyền của cổ nguyệt nhất tộc. Nó tương đương với một nguyên tuyền di động. Ban đầu, khi Phương Nguyên vẫn còn ở tu vi tam chuyển, nó có thể giúp Phương Nguyên không ngừng khôi phục chân nguyên, đạt đến tốc độ khôi phục ất đẳng. Tu vi tam chuyển là chân nguyên bạch ngân. Hiện tại Phương Nguyên chỉ là nhất chuyển sơ kỳ, chân nguyên thanh đồng, thiên nguyên bảo liên bên trong không khiếu Phương Nguyên giúp cho tốc độ khôi phục chân nguyên của hắn đạt đến trình độ cực cao nếu ta dùng cổ nhất chuyển chân nguyên khôi phục sẽ kinh người gần như vô cùng vô tận dùng một hai con cổ nhị chuyển mặc dù biển chân nguyên sẽ hạ xuống nhưng không ngừng tiêu hao thì không ngừng hồi phục mặt biển cũng tương đối ổn định hơn dùng một con cổ tam chuyển chân nguyên sẽ giảm mạnh tiêu hao vượt xa hồi phục chèo chống không được một lát biển chân nguyên sẽ hoàn toàn khô cạn phương nguyên tính toán trong lòng dù sao cũng là chân nguyên thanh đồng hơn nữa còn là màu xanh biết sơ kỳ chất lượng quá kém. Ngoại trừ thiên nguyên bảo liên, phương nguyên vẫn còn một số cổ. Đầu tiên là cổ bản mệnh Xuân Thu Thiền. Cổ lục chuyển, đứng thứ bảy kỳ bản trong thiên hạ. Một khi trở thành bổn mệnh, nó không thể rời khỏi không khiếu, bây giờ đang an vị chính giữa không khiếu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.